Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở trong tập 43, bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua sự diễn đọc của Totoro-chan ngày hôm qua, thì đó là một màn đấu trí căng thẳng giữa Hoàng hậu và Nguyên Ca. Khởi đầu là việc Triệu Tiệp Dư vì muốn ám hại Nguyên Ca, cuối cùng lại bồi luôn cả tính mạng của mình vào trong đó. Và ở cuối tập thì Mặc Mặc đã xuất hiện. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem là chàng sẽ giải nguy cho nàng như thế nào. Cũng đồng thời với việc là Bùi Phu Nhân, Thư Tuyết Ngọc nhìn tới dung nhan của Triệu Thiệp Dư thì lại nhớ tới tình huống của Minh Cẩm Phu Nhân là mẹ đẻ của Nguyên Ca trước khi chết như thế nào. Đồng thời lại chờ rất lâu mà không thấy Nguyên Ca quay trở lại. Thì liền vội vàng chạy tới Hàn Lộng Cung. Và như vậy thì trong tập 44 này hứa hẹn sẽ là hồi kết của Hoàng hậu và cũng có thể là cả chân tướng về cái chết của Minh Cẩm Phu Nhân vào năm xưa. Các bạn nhớ để lại comment, bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới nhất. Và các bạn có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 147. Phá bẫy, chân tướng năm đó. Vũ Hoàng Mặc, làm sao hắn có thể xuất hiện vào lúc này? Lại làm sao có thể dính dáng quan hệ tới cái chết của Triệu Tiệp Dư? Bùi Nguyên Ca nhìn chăm chú và mọi người khó hiểu cùng nhìn lại phía cửa. Sắp tới hoàng hôn, ánh sáng dần dần tối tăm, bao phủ hết thảy vạn vật ở bên trong một vùng âm u xa xút. Nhưng mà vào khoảnh khắc Vũ Hoàng Mặc bước vào, hồng y phóng túng, dung mạo tuyệt mỹ giống như ánh sáng mặt trời nháy mắt đốt sáng lên đôi mắt mọi người. Ngay cả điện các vàng son lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ sáng lạn này cũng đều như bị hắn đè ép xuống. Trong nháy mắt, sóng mắt dồn dập, óng ánh như đá quý bảy màu. Tất cả mọi người đang ngồi đây không phải lần đầu tiên gặp Vũ Hoàng Mặc, nhưng mỗi lần gặp hắn vẫn đều không nhịn được kinh diễm vì vẻ ngoài của hắn. Cho dù là ở hoàng cung mỹ nhân như mây cũng khó thấy mỹ mạo hết sức rực rỡ như vậy. Có được vẻ ngoài kinh người như thế, khó trách lúc trước vương mỹ nhân có thể sủng nhất hậu cung. Chỉ tiếc... Liễu Quý Phi lắc lắc đầu, khẽ khẽ thở dài. Vào tẩm điện, Vũ Hoàng Mặc liếc mắt một cái đã nhìn thấy Bùi Nguyên Ca trong đám người. Thấy trên vẻ mặt thanh lệ của nàng hoàn toàn trầm tĩnh, lúc này mới yên lòng, thoáng lướt qua Bùi Nguyên Ca, nhìn mọi người chung quanh, thế này mới phất quần làm lễ, lập tức nói: "Phụ hoàng, nghe nói Triệu Tiệp Dư không may chết bất đắc kỳ tử, nhi thần mạo muội, xin hỏi Triệu Tiệp Dư có phải là trúng độc lan mà bỏ mình hay không?" Hoàng đế khẽ nhíu mày: "Làm sao mà ngươi biết?" "Nếu là như thế thì nhi thần đã đến đúng rồi." Vũ Hoàng Mặc thở ra khom người nói: "Hôm nay nhi thần hồi cung, tiến vào từ Bắc Chiếu Môn, vừa vặn gặp phải thái giám phụ trách mua đồ mượn cớ thuận tiện ra vào cung đình, bí mật mang theo vật phẩm trong cung, xuất cung bán thành tiền, lại mang đồ từ ngoài cung vào, vụng trộm trao nhận lẫn nhau, mưu cầu món lãi cách xù từ giữa, bị thị vệ Bắc Chiếu Môn tóm gọn, người và tăng vật đều đã lấy được. Vốn việc này là do ngự ti giám xử lý, nhi thần không nên nhúng tay vào, không ngờ hộ vệ Bắc Chiếu Môn lại lục soát ra được một bao phấn độc lan từ trên người của thái giám này." "Phấn độc lan?" Vẻ mặt hoàng đế khẽ thay đổi, vầng trán nhíu chặt. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên Bùi Nguyên Ca và hoàng hậu giằng co chưa xong, bố cục như sương mù. Khi mọi người đang cảm thấy khó phân biệt nan giải, Vũ Hoàng Mặc đột nhiên mang đến tin tức như vậy, dường như một trận gió tan gạt đi mây mù, mờ hồ lộ ra một góc chân tướng. Nếu cửu điện hạ đến bẩm báo, chắc đã tra ra manh mối. Có lẽ có thể cởi bỏ bí ẩn Triệu Tiệp Dư bỏ mình. Nghĩ, tất cả mọi người nghiêm túc nín thở, chờ Vũ Hoàng Mặc bẩm báo kế tiếp. Theo thái giám mua đồ kia khai nhận, bao phấn độc lan này là lần trước hắn mua từ cửa hàng ngoài cung cho một vị quý nhân ở trong cung. Bởi vì lúc ấy mua số lượng nhiều, quý nhân kia chỉ lấy đi một phần, vốn đã dặn dò hắn tiêu hủy phấn độc lan còn lại. Ai biết thái giám này tham tài, nghĩ giá tiền phấn độc lan ở ngoài cung khá cao, muốn bí mật mang theo ra ngoài bán thành tiền, không ngờ lại bị tóm gáy.
Bởi vì dính dáng tới độc dược, lại là chuyện liên quan tới quý nhân, thị vệ đại nội và ngự ti giám không dám tự tiện quyết định. Cho nên, vì nhi thần đang ở cạnh đó thấy chuyện này, bèn van xin nhi thần cùng đến bẩm tấu phụ hoàng, thuận tiện làm chứng cho chuyện này. Vũ Hoàng Mặc trầm giọng bẩm tấu nói. Trong phòng nhất thời rơi vào một vùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều hiểu được ý của hắn. Quý nhân trong cung, đương nhiên là chỉ phi tần của hoàng đế. Có phi tần lặng lẽ đi tìm phấn độc lan từ ngoài cung, tay cầm độc dược, hiển nhiên là lòng dạ khó lường. Hơn nữa, phi tần gần gũi với hoàng đế, nếu tùy thời lấy độc dược để mưu hại hoàng đế, vậy coi như là bị tội danh xếp nhà diệt tộc. Nếu thực sự làm ầm ĩ ra hành vi phạm tội ngập trời như vậy, dù là thị vệ đại nội hay là ngự ti giám cũng không có khả năng đảm đương được. Mắt thấy bên cạnh có cửu hoàng tử, bèn thuận thế kéo hắn xuống nước. Có phi tần tìm ra phấn độc lan, Triệu Thiệp Dư lại thân chúng độc bỏ mình. Hiển nhiên, ý kiến tám phần nàng ta chính là người mưu hại Triệu Thiệp Dư. Rốt cuộc người này là ai? Gần như trong lòng mọi người đều có nghi vấn như vậy. Thái hậu bật thốt lên nói, vị quý nhân kia là ai? Là Lý Mỹ Nhân, Nguyệt Liên Cung. Vũ Hoàng Mặc trầm giọng nói. Đáp án này vừa ra, nhất thời gây nên một đợt âm thanh kinh ngạc. Hiển nhiên đáp án này khiến cho mọi người đều bất ngờ. Triệu Thiệp Dư vinh sủng quá mức, làm người kiêu ngạo, gây thù hằn vô số ở trong cung, bị người ghen ghét thậm chí ám hại cũng không phải là điều ngạc nhiên. Nhưng xảy ra chuyện tất có nguyên nhân. Nếu là Hoàng hậu, Liễu Quý Phi, thậm chí là sủng phi khác gây nên, vậy thì hợp lẽ. Bởi vì Triệu Thiệp Dư cản đường các nàng, lại ỷ vào đang mang long thai, muốn chèn ép đến trên đầu những người này. Nhưng Lý Mỹ Nhân kia thì khác, nàng ta đã sớm thất sủng, những năm gần đây sống như người ẩn hình ở trong cung. Cho dù có mưu hại Triệu Thiệp Dư, có thể có chỗ tốt gì đối với nàng? Thậm chí có vài phi tần vào cung thời gian ngắn, căn bản cũng không biết vị Lý Mỹ Nhân này là thần thánh phương nào. Sau khi nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, cũng là ổ lên một đám. Người này không hề xung đột lợi ích với Triệu Thiệp Dư, làm sao có thể độc hại Triệu Thiệp Dư đấy? Nói tới đây, nhi thần còn muốn thỉnh tội với phụ hoàng. Mặt mày Vũ Hoàng Mặc khẽ nghiêm lại nói, sau khi nhi thần nghe nói việc này, đã lập tức dẫn thái giám chọn mua và thị vệ Bắc Chiếu Môn đến bẩm báo phụ hoàng. Nửa đường nhận được tin tức, nghe nói Triệu Thiệp Dư chết bất đắc kỳ tử, hình như là chúng độc bỏ mình. Nhi thần bèn ngông cuồng suy đoán, có lẽ ở giữa này sẽ có quan hệ, bởi vậy đã lệnh cho thị vệ Bắc Chiếu Môn đến Nguyệt Liên Cung trước là bắt đầu trông giữ Lý Mỹ Nhân để tránh gọi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có chỗ vượt quá phận, kính xin phụ hoàng thứ tội. Lý Mỹ Nhân đã sớm thất sủng, lại không có thế lực gì, hiện tại lại dính líu tới việc mưu hại sủng tần Triệu Thiệp Dư, hoàng đế đương nhiên sẽ không vì việc này mà trách cứ Vũ Hoàng Mặc. Mẹ nói, không ngại, trẫm thứ cho người vô tội. Lý Mỹ Nhân đâu? Dựa theo cước bộ của thị vệ đại nội, lúc này có lẽ đã trở về phục mệnh. Vũ Hoàng Mặc đáp. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã chuyển tới tiếng thông báo. Ngay sau đó, một người trung niên thân giáp trụ đứng gần quỳ xuống đất nói, khởi bẩm hoàng thượng, tỳ chức phụng danh nghĩa cửu điện hạ đến Nguyệt Liên Cung, vừa vặn bắt được một thái giám đang có hành tung lén lút. Sau khi điều tra thì phát hiện chính là Lý Mỹ Nhân, ăn mặc cải trang mà thành, không biết là đang muốn làm gì. Tỳ chức đã dẫn người tới, nay hiện đang ở ngoài điện chờ ý chỉ, chờ hoàng thượng xử lý. Vẻ mặt hoàng đế âm trầm lạnh lùng nói, dẫn nàng ta vào. Bị dẫn vào, Lý Mỹ Nhân còn mặc trang phục của tiểu thái giám, tóc tai rối bời, chật vật không chịu nổi. Trên mặt vốn coi như là xinh đẹp, hiện tại tất cả đều là hoảng hốt lo sợ. Thấy sắc mặt hoàng đế xanh mét, ánh mắt lạnh như băng, nhìn lại Triệu Thiệp Dư không nhúc nhích trong màn giường phía trước, càng sợ tới mức cả người sụi lơ. Không đợi câu hỏi của người khác, đã nằm sấp xuống không ngừng dập đầu khóc kể nói, hoàng thượng minh giám, thần thiếp tuyệt đối không có ý mưu hại Triệu Thiệp Dư. Triệu Thiệp Dư nương nương đang được thánh sủng, thiếp chính là có 100 lá gan cũng không dám mưu hại nàng ấy. Việc này chính là sự trùng hợp, là ngoài ý muốn, là thần thiếp bị oan. Nói xong lên tiếng khóc giống, nước mắt ròng ròng. Bị oan? Triệu Thiệp Dư trúng độc lan mà chết. Thái giám mua đồ lại từng nói đặt mua phấn độc lan cho ngươi. Ngươi muốn giải thích như thế nào? Cuối cùng là vì sao ngươi phải mưu hại Triệu Thiệp Dư? Còn không nói thật. Hoàng đế vốn còn muốn hỏi một chút chuyện phấn độc lan, thấy Lý Mỹ Nhân như vậy, chỉ biết lời thái giám mua đồ kia là không sai. Lúc này lớn tiếng quát hỏi, Hoàng thượng, thần thiếp bị oan,
Thần thiếp quả thực là nhờ người mua phấn độc lan từ ngoài cung, nhưng mà phấn độc lan này là Triệu Tiệp Dư ký gửi thần thiếp mua. Thần thiếp đã trao toàn bộ cho Triệu Tiệp Dư. Thần thiếp thật thật sự không có mưu hại Triệu Tiệp Dư. Lý Mỹ Nhân hô to vị oan, nói hiếu nói vượn, làm sao Triệu Tiệp Dư có thể nhờ ngươi mua phấn độc lan? Chẳng lẽ nàng ấy muốn tự mình độc chết mình sao? Hoàng đế hiển nhiên không tin. Chuyện tới nay, thái giám mua đồ đã khai ra nàng, không thể lại thế tử nói xạo, nếu không càng dễ làm cho người hoài nghi. Ngược lại nàng sẽ ngồi vững tội danh mưu hại Triệu Tiệp Dư, chẳng bằng nói ra sự thật, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lý Mỹ Nhân suy nghĩ, bèn thấp giọng nói lại chuyện đã xảy ra. Chuyện là như vậy, thần thiếp ở Nguyệt Liên Cung bao lâu, vắng vẻ buồn tẻ, trong lòng không cam, nhắm như có thể dựa vào Triệu Tiệp Dư, có lẽ có thể có tương lai tốt hơn một chút. Nhưng mà Triệu Tiệp Dư vinh sủng hưng thịnh, làm sao có thể nhìn vào mắt nhân vật như thần thiếp? Cho dù thần thiếp mặt dày bám víu, Triệu Tiệp Dư cũng sẽ không để ý tới. Sau đó, Triệu Tiệp Dư và Bùi Tứ Tiểu Thư nói tới đây, Lý Mỹ Nhân lén lút liếc nhìn Bùi Nguyên Ca, lúc này lại nói. Thần thiếp thấy Triệu Tiệp Dư hận thấu xương Bùi Tứ Tiểu Thư, chỉ nói ở Huyền Huy Cung có Thái Hậu che chở Bùi Tứ Tiểu Thư, không bằng dụ nàng đến Hàn Lộ Cung để đổ tội hãm hại. Thần thiếp nói ra chủ ý cho Triệu Tiệp Dư, bảo nàng làm bộ tốt với Bùi Tứ Tiểu Thư, làm cho mọi người đều biết tới, đợi đến lúc người khác đều tin tưởng nàng không có định ý với Bùi Tứ Tiểu Thư, bèn lấy biện pháp năn nỉ Bùi Tứ Tiểu Thư nấu ăn cho nàng, sau đó gian lận ở trong đồ ăn thừa. Tiếp theo, Triệu Tiệp Dư lại ăn vào một phân lượng độc dược sẽ làm cho mạch tượng xuất hiện dấu hiệu trúng độc, nhưng cũng không chí mạng. Ngay sau đó thì làm ầm ĩ lên, nói Bùi Tứ Tiểu Thư hạ độc ở trong đồ ăn, ý đồ mưu hại Triệu Tiệp Dư và Long Duệ. Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đều đủ, dù cho như thế nào thì Bùi Tứ Tiểu Thư cũng không có khả năng thoát tội, đã có thể trừ bỏ họa lớn trong lòng này. Lời vừa nói ra, sắc mặt Thái Hậu và Hoàng Hậu đồng thời biến đổi rất nhanh. Triệu Tiệp Dư nghe xong chủ ý của thần thiếp thì vô cùng vui sướng, bèn thưởng ngay tại chỗ cho thần thiếp rất nhiều thứ. Lại sau khi hứa hẹn chuyện thành công, sẽ rời cung điện của thần thiếp tới Hàn Lộ Cung, phối hợp nhiều hơn với thần thiếp. Nhưng hậu cung giám thị cực kỳ nghiêm khắc đối với dược liệu, hoàn toàn không tìm được độc dược. Tuy rằng Triệu Tiệp Dư được sủng ái, nhưng ở trong cung căn cơ còn thấp, cũng không thể tùy ý phái người xuất cung. Thần thiếp là lấy lòng Triệu Tiệp Dư, bèn nói biết được một thái giám mua đồ có thể xuất cung đặt mua phấn độc lan, lấy cái này để hãm hại Bùi Tứ Tiểu Thư. Nói tới đây, Lý Mỹ Nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt ngập tràn khẩn cầu và sợ hãi, khàn khàn giọng nói, Hoàng thượng, thần thiếp thật sự chỉ là phụ danh nghĩa của Triệu Tiệp Dư để mua phấn độc lan, muốn giúp cho Triệu Tiệp Dư hãm hại Bùi Tứ Tiểu Thư. Đây chỉ là một màn khổ nhục kế, thần thiếp thật sự không có hại độc Triệu Tiệp Dư. Lại nói, thần thiếp là cầu phú quý, hại chết Triệu Tiệp Dư lại có chỗ tốt gì với thần thiếp, kính xin Hoàng thượng minh giám. Nói xong, cúi người xuống không ngừng dập đầu, trán rất nhanh liền nổi lên bầm tím. Sau khi nghe được tin tức Triệu Tiệp Dư chết bất đắc kỳ tử, Lý Mỹ Nhân đã sớm sợ tới mức hoang mang hoảng hốt. Nàng chỉ là giúp Triệu Tiệp Dư ra chủ ý diễn một màn khổ nhục kế, thế nào cũng không ngờ được là Triệu Tiệp Dư thật sự sẽ chết. Chuyện nàng ra chủ ý, cung nữ bên cạnh Triệu Tiệp Dư cũng biết, nếu bị tố giác truy cứu lên, thật sự khó thoát khỏi hiểm nghi. Bởi vậy thay đổi quần áo tiểu thái giám, muốn vụng trộm lại đây tìm hiểu tiến triển sự tình, không ngờ lại bị thị vệ đại nội tóm được. Càng không ngờ, thái giám mua đồ kia lại cũng bị bắt, khai ra nàng, bởi vậy đã sớm mất hết can đảm. Thấy hoàng thượng thì bèn nói thẳng chuyện đã xảy ra, chỉ cầu có thể cứu mạng. Lý Mỹ Nhân này thật sự rất nhát gan, sợ phiền phức, rõ ràng lại nói ra tất cả mọi chuyện như vậy. Trong lòng hoàng hậu thầm hận, không nhịn được mở miệng nói. Lời Lý Mỹ Nhân nhìn như hợp tình, hợp lý, kỳ thật là vớ vẩn. Nếu việc này chính là Triệu Tiệp Dư bố trí khổ nhục kế, làm sao Triệu Tiệp Dư lại có thể trúng độc bỏ mình? Tất nhiên Lý Mỹ Nhân thiết kế mưu hại Triệu Tiệp Dư, mà xưa nay Lý Mỹ Nhân yên lặng trong cung đình, không oán không thù với Triệu Tiệp Dư. Lần hạ độc thủ này 8 phần là có người sai khiến ở sau màn, kính xin hoàng thượng minh giám, đừng để cho Triệu Tiệp Dư muội muội hàm oan không rõ. Lời ấy của hoàng hậu sai rồi. Lời Lý Mỹ Nhân nói phù hợp với tình hình trước mắt, cũng không sai lầm. Ai ra cũng cho rằng lời của nàng ta là lời nói thật. Việc này vốn chính là Triệu Tiệp Dư muốn hãm hại nhà đầu Nguyên Ca, lại mà xui quỷ khiến
ngược lại hại mình. Thế này mới gọi là thiện ác có báo, thiên lý rõ ràng. Thái hậu thản nhiên nói, khó khăn bắt lấy cơ hội rửa sạch hiểm nghi của Bùi Nguyên Ca, làm sao bà lại có thể cho phép hoàng hậu lại hắt nước dâu trên người Bùi Nguyên Ca được? Lời Lý Mỹ Nhân quả thực phù hợp với tình hình trước mắt, nhưng chính là quá phù hợp, lại là như có người cố ý sắp xếp ra, cố ý vạch trần vào thời điểm này, che giấu cho Bùi Nguyên Ca. Hoàng hậu oán hận nói, liếc nhìn Liễu Quý Phi dịu dàng trầm mặc với Vũ Hoàng Mặc dung nhan tuyệt mỹ. Thời cơ Vũ Hoàng Mặc xuất hiện vừa vặn, hoàn toàn thuận tiện rửa đi oan khuất cho Bùi Nguyên Ca, thấy thế nào cũng không giống như là trùng hợp. Chẳng lẽ nói, ngay cả Liễu Quý Phi cũng liên hợp với Bùi Nguyên Ca? Hoàng hậu, người là nói Lý Mỹ Nhân này là ai ra sắp xếp, cố ý vội tới để gánh tội thay cho nha đầu Nguyên Ca sao? Thái hậu trầm mặt nói, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hoàng hậu vốn là chỉ Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Mặc, không ngờ Thái hậu lại xếp vào trên người mình, không khỏi ngẩn ra. Thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương bình tĩnh một chút, chớ nóng. Chỗ tiểu nữ lại có một phương pháp có thể nghiệm chứng lời Lý Mỹ Nhân nói là thật hay là giả. Nghe thấy thái hậu lại hiểu lầm hoàng hậu đến mức độ này, Bùi Nguyên Ca đã biết trải qua chuyện vừa rồi, bất mãn và kiêng kỵ của thái hậu đối với hoàng hậu đã sắp tới cấp độ mới có thể mẫn cảm như vậy. Làm sao chịu cho hoàng hậu cơ hội để nàng ta biện bạch? Lúc này bước ra khỏi hàng nói. Hoàng đế nói. Căn cứ lời thái giám mua đồ và Lý Mỹ Nhân nói, phấn độc lan này là từ thái giám mua đồ đặt mua, giao một phần cho Lý Mỹ Nhân, còn lại vẫn ở trong tay của thái giám mua đồ. Như vậy, thái giám mua đồ tất nhiên rõ ràng phân lượng phấn độc lan mà Lý Mỹ Nhân lấy đi, Bùi Nguyên Ca phân tích. Sau khi thêm bột thuốc vào đồ ăn thừa, Triệu Tiệp Dư đương nhiên không có khả năng dùng nữa, cũng là nói phân lượng phấn độc lan trong thức ăn thừa vẫn còn nguyên. Bây giờ để cho thái y kiểm nghiệm rõ ràng phân lượng phấn độc lan trong thức ăn thừa, lại so sánh với phân lượng phấn độc lan thái giám mua đồ giao cho Lý Mỹ Nhân, sẽ biết được phân lượng phấn độc lan còn lại do Triệu Tiệp Dư ăn. Nếu phân lượng không đủ chí mạng, thì có thể chứng minh lời Lý Mỹ Nhân nói là không sai. Nghe được một chút hy vọng sống, Lý Mỹ Nhân vội dãy dụa nói, Hoàng thượng, thần thiếp lấy được phấn độc lan từ chỗ thái giám mua đồ chỉ là vì giúp cho Triệu Tiệp Sư hãm hại Bùi Tứ Tiểu Thư, cộng lại chừng 9 tiền. Dựa theo thiếp thân bàn bạc với Triệu Tiệp Sư, hẳn là bỏ 8 tiền rưỡi vào bên trong thức ăn. Triệu Tiệp Sư ăn phân lượng nửa tiền, thái y chắc là biết dược tính độc lan, chỉ ăn nửa tiền thì sẽ có dấu hiệu trúng độc, nhưng chỉ cần chạy chữa đúng lúc cũng sẽ không có trở ngại. Triệu Tiệp Sư cũng không phải là người ngu ngốc, tự nhiên cũng biết điểm ấy mới có thể nhận đề nghị của thiếp thân. Thái y, kiểm nghiệm theo lời của Bùi Tứ Tiểu Thư nói. Hoàng đế ra lệnh, trong lòng thái y không yên, lấy đồ ăn thừa ra tiến hành nghiệm chứng, cuối cùng nhỏ giọng bẩm báo nói, Hoàng thượng, phân lượng phấn độc lan có trong thức ăn thừa quả thực ở khoảng 8 tiền, khác biệt không vượt qua 1 tiền, mà đúng như lời Lý Mỹ Nhân nói, phân lượng độc phấn lan nửa tiền, thậm chí 1 tiền sẽ làm người xuất hiện dấu hiệu trúng độc, nhưng cũng không gây nguy hiểm tới tính mạng. Ngay sau đó, hoàng đế lại sai người áp giải thái giám chọn mua đồ đi lên, tiến hành thẩm vấn. Lời chứng của thái giám mua đồ cũng ăn khớp với Lý Mỹ Nhân, chứng thật phân lượng phấn độc lan hắn giao cho Lý Mỹ Nhân đúng là 9 tiền. Này, khoảng 8 tiền đều ở trong thức ăn thừa, vậy còn lại phân lượng Triệu Tiệp Dư đã ăn, nhiều nhất cũng chỉ có 1 tiền, mà 1 tiền thì tuyệt đối không có khả năng chí mạng. Lời chứng ba bên tăng thêm nghiệm chứng, đúng là chứng minh lời Lý Mỹ Nhân không nói sai. Phấn độc lan vốn là nàng và Triệu Tiệp Dư hợp mưu làm ra khổ nhục kế, cố ý dùng để hãm hại Bùi Nguyên Ca. Nhưng vấn đề hiện tại là, nếu đây là màn khổ nhục kế, vậy vì sao Triệu Tiệp Dư lại trúng độc bỏ mình? Mọi người nghĩ mãi mà không ra, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nói, nếu lời Lý Mỹ Nhân nói là thật, Triệu Tiệp Dư hẳn là chỉ ăn vào phân lượng nửa tiền, không đủ chí mạng, chẳng lẽ nói... Nói xong, bỗng nhiên chuyển ánh mắt tới thái y, ánh mắt đẹp thông minh chăm chú, lóe ra tia tối đen sâu kín. Thái y, Triệu Tiệp Dư thật sự là trúng độc lan mà chết sao? Người xác định không có làm sai chứ? Hoàng đế đột nhiên chấn động, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm thái y quát. Thái y! Bắt đầu từ khi nghe được Lý Mỹ Nhân khai ra, vẻ mặt thái y đã trở nên có chút bối rối, mồ hôi trán chảy ròng ròng. Lúc này thấy Bùi Nguyên Ca và Hoàng đế đều nắm manh mối vào ngay hắn, trong lòng hoảng sợ.
bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói: "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng." Tỳ chức không dám giấu giếm nữa. Trong miệng mũi của Triệu Tiệp Dư quả thực có mùi hoa lan nhàn nhạt, là dấu hiệu trúng độc lan, nhưng mà mùi rất đạm bạc, phần lượng rất nhẹ, chắc là không có khả năng chí mạng. Hơn nữa, thân người trúng độc lan tất nhiên sẽ thất khiếu chảy máu, sắc mặt xanh trắng, rất không phù hợp với bệnh trạng lúc này của Triệu Tiệp Dư. Tỳ chức không dám nói thêm gì nữa, chỉ là không ngừng dập đầu. Từ lúc ban đầu, để điều tra nguyên nhân cái chết của Triệu Tiệp Dư, thái y đã nhận thấy tình huống Triệu Tiệp Dư tất nhiên là trúng độc bỏ mình, nhưng sắc mặt người trúng độc nhiều sẽ hiện ra loại màu xanh tím đen khác. Làn da, nhất là màu sắc đầu ngón tay, đầu lưỡi càng thêm rõ ràng, nhưng sắc mặt Triệu Tiệp Dư vẫn cứ hồng nhuận, màu da trắng ngấy, chẳng những không có chút khác thường, thậm chí càng có vẻ mỹ mạo thịnh so với lúc còn sống, trông rất sống động. Độc kỳ lạ như vậy, thái y căn bản chưa từng nghe qua. Nhưng Triệu Tiệp Dư là phi tần hoàng thượng sủng ái nhất, lại có mang lòng duệ, này bị người độc hại, có thể tưởng tượng được sự tức giận của hoàng thượng. Hắn thân là thái y, nếu ngay cả thân thể Triệu Tiệp Dư trúng độc gì cũng không điều tra được, khẳng định sẽ bị xem như rác rưởi. Dưới cơn tức giận của hoàng thượng, giận chó đánh mèo lên trên người thái y như hắn, chém đầu hắn cũng không phải là không có khả năng. Vừa vặn trong miệng của Triệu Tiệp Dư có mùi tanh của hoa lan, rõ ràng là trúng phấn độc lan. Thái y bèn ôm tâm lý may mắn, đổ lỗi nguyên nhân Triệu Tiệp Dư chết đến trên độc lan. Tuy biết đến 8 phần là Bùi Tứ tiểu thư bị oan, trong lòng thái y cũng có chút áy náy, nhưng tánh mạng của mình vẫn là quan trọng hơn. Vốn chuyện phát triển coi như thuận lợi, hoàng hậu và Bùi Tứ tiểu thư giằng co lại giằng co, nhưng ai cũng không có lòng nghi ngờ đến nguyên nhân Triệu Tiệp Dư chết. Thái y vốn cho rằng có thể lừa dối qua loa như vậy, ai biết nửa đường giết ra Kiều điện hạ, dẫn theo Lý mỹ nhân tới vạch trần chân tướng phấn độc lan, mà Bùi Tứ tiểu thư và hoàng thượng lại là thay đổi tâm niệm thật nhanh, đã bắt đầu nghi ngờ độc lan. Việc này chỉ cần tùy tiện tuyên ra một thái y là có thể chẩn đoán ra. Vị thái y này cũng không dám giấu giếm nữa, chỉ có thể nói ra chân tướng. Tuy rằng hắn cũng chưa nói ra tâm tư của mình, nhưng ở đây đều là người tinh anh, ai lại không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn. Bùi Nguyên Ca cười nhàn nhạt, tình trạng Tiệp Dư chết khác biệt quá lớn so với độc lan phát tác. Mới vừa thấy thi thể của Triệu Tiệp Dư, Tự Uyển đã phát hiện không đúng, lén lút nói cho nàng. Cho nên lúc Tịch Mai và hoàng hậu hùng hổ dọa người, cứng rắn muốn đổ tội cái chết của Triệu Tiệp Dư đến trên người nàng, Bùi Nguyên Ca không có chút bối rối, bởi vì nàng đã nắm tấm át chủ bài này, chỉ cần vạch trần thì có thể chuyển bại thành thắng. Thái hậu cũng là thầm hận với thái y này, nhưng trước mắt cái chết của Triệu Tiệp Dư quan trọng hơn, bèn hỏi: "Ai ra lại hỏi ngươi, cuối cùng vì sao Triệu Tiệp Dư chết?" Hồi thái hậu nương nương, Triệu Tiệp Dư chắc chắn là trúng độc bỏ mình không thể nghi ngờ, chỉ là tỳ chức ngu dốt, hận thật không thể biết được cuối cùng là loại độc nào khiến cho Triệu Tiệp Dư bỏ mình. Tỳ chức đáng chết, tỳ chức đáng chết. Thái y không dám che giấu sự bất lực của mình nữa, chỉ liều mạng dập đầu. Hoàng đế cười lạnh, vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó coi, gật đầu chậm rãi nói: "Tốt, tốt." Tiếng nói âm u lạnh lẽo kia khiến thái y nghe được thì nổi hết cả da gà, ý lạnh trong lòng như ung nhọt tận xương, dù như thế nào cũng không tản đi được. Vô năng không thể tra ra nguyên nhân Triệu Tiểu Dư chết, giấu giếm chân tướng khiến cho Bùi Tứ tiểu thư bị oan khuất. Hiện tại chân tướng bị vạch trần, mệnh của hắn đã sắp đi đến 8-9 phần 10. Mồ hôi sớm đã ướt sũng quần áo, nằm ở trên đất cũng không dám làm ra một cử động nhỏ nào. "Là mỹ nhân Xu." Hoàng hậu đột nhiên mở miệng nói: "Thái y, ngươi có thể từng nghe qua loại độc dược mỹ nhân Xu này chưa?" "Mỹ nhân Xu?" Tên này dường như có chút quen tai. Thái y suy tư, bỗng nhiên một đoạn văn nhanh như tia chớp xẹt qua trong óc, bật thốt lên: "Theo như lời của hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ là kỳ độc Mai Diễm Mộc ghi lại trong sách cổ? Theo sách thuốc ghi lại, loại độc dược này vô sắc vô vị, cũng là kịch độc tận xương. Có kỳ quái khác, đó là độc này vô dụng với phái nam, không có chút độc tính. Nhưng nếu phái nữ ăn vào thì chắc chắn phải chết. Chết rồi thi thể lại không mục nát, mặt mày vẫn xinh đẹp như sống. Vì thế gọi là mỹ nhân Xu." "Không sai, sau khi chết, khí sắc của Triệu Tiệp Dư nương nương lại vẫn hồng nhuận, giống như còn đang sống, nhất định là do mỹ nhân Xu." Như bắt được một cây gỗ nổi cứu sống tính mạng ở trên bờ biển mờ mịt, thái y vội vàng nói. Thái hậu nhíu mày nói: "Làm sao hoàng hậu lại biết là mỹ nhân Xu?"
Giọng điệu trong lời nói tràn ngập ý nghi ngờ. Việc này thần thiếp vốn cũng không muốn lộ ra, nhưng cho tới bây giờ thần thiếp không thể không nói. Mới vừa rồi Bùi Nguyên Ca nghi ngờ thần thiếp, nói vì sao thần thiếp vừa thấy bộ dạng Triệu Tiệp Dư muội muội thì biết là nàng bị người hạ độc chết. Biết trước làm cho người ta nghi ngờ. Xác thực, trước khi thần thiếp đến Hàn Lội Cung đã đoán được Triệu Tiệp Dư muội muội có thể đã bị hại chết. Cho nên vào lúc thấy được bộ dáng Tịch Mai Tịch Tuyết, đương nhiên cho rằng Triệu Tiệp Dư muội muội là bị người mưu hại. Nhưng sở dĩ thần thiếp biết được không phải là bởi vì thần thiếp là người mưu hại Triệu Tiệp Dư, mà là bởi vì... Nói tới đây, hoàng hậu bỗng nhiên ngừng miệng, vốn nghĩ nếu Lý Mỹ Nhân và Triệu Tiệp Dư mưu tính kín đáo thì có thể làm cho Bùi Nguyên Ca mắc tội. Không ngờ hai người kia đều là đồ ngu ngốc, bên trong mưu tính lại có nhiều sơ hở như vậy, dễ dàng để cho Bùi Nguyên Ca phá giải. Cũng may, nàng vốn đã không hy vọng nhiều vào hai vật hy sinh này có thể thành công, mặt khác sắp xếp có hậu chiêu mới không đến nỗi để cho Bùi Nguyên Ca chạy thoát như vậy. Hoàng hậu cố định Bùi Nguyên Ca gắt gao, đột nhiên cất giọng nói: "Ngọc Thanh, vào đi." Theo dặn dò của nàng, một cung nữ mặc bộ màu hồng phấn thêu hoa dâm bụt dịu dàng vào điện, mi thanh mục tú, chỉ là không dám nhìn sang bên phía thái hậu, cúi người nói với mọi người: "Nô tỳ Ngọc Thanh gặp qua hoàng thượng cùng với các vị nương nương." "Ngọc Thanh, sao người lại ở chỗ này?" Thái hậu nghẹn lời la lên, mơ hồ hiểu được cái gì đó. Hoàng hậu không để ý tới thái hậu chất vấn, tự ý nói: "Ngọc Thanh, hiện tại hoàng thượng ở đây, người cứ nói ra toàn bộ chi tiết chuyện mà người chứng kiến. Người đừng sợ, Bùi Nguyên Ca mưu hại Triệu Tiệp Dư vốn là tội chết. Hoàng thượng tất nhiên sẽ phán đoán suy luận sai lầm nặng nề, bản cung cũng sẽ làm chủ cho người. Tuyệt đối sẽ không để người bởi vì vậy mà có tổn thương. Người chỉ đảm bảo nói chuyện theo tình hình thực tế là được." "Dạ." Ngọc Thanh cúi người bắt đầu tự thuật: "Nô tỳ Ngọc Thanh là cung nữ Huyên Huy Cung, bình thường là hầu hạ bên cạnh Thái hậu nương nương. Trước đó vài ngày, Triệu Tiệp Dư vô cùng kính cẩn nghe theo với Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương lại thương tiếc nàng có mang long duệ, thân thể suy yếu, ban cho rất nhiều thuốc bổ và dược liệu hiếm quý. Những thứ đó vốn không có liên quan gì với nô tỳ, chỉ là..." Nàng dừng một chút, thế này mới tiếp tục nói: "Ba ngày trước, nô tỳ đến khố phòng lấy đồ, khi trở về trong lúc vô ý đã thấy Bùi tứ tiểu thư và nha hoàn bên cạnh của nàng trốn ở trong một góc hẻo lánh, đang khẽ khẽ nói nhỏ, mơ hồ nghe thấy các nàng nhắc tới chữ nhân sâm, mỹ nhân su. Lúc ấy nô tỳ cũng không hiểu là có ý gì nên cũng không để ý, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Sau đó rốt cuộc nhớ tới, nô tỳ từng nghe người ta nói mỹ nhân su là loại độc dược, chẳng lẽ Bùi tứ tiểu thư kẹp độc dược ở trong nhân sâm muốn hại ai?" Nhớ các nàng lại nhắc tới nhân sâm, Thái hậu nương nương thể nóng không thể dùng nhân sâm, bởi vậy đều sẽ cất nhân sâm chân quý thưởng người, đặc biệt là gần đây thưởng cho Triệu Tiệp Dư rất nhiều. Nô tỳ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, bèn vội vàng đến bẩm báo với hoàng hậu nương nương, không ngờ vẫn xảy ra sự cố. Nô tỳ đáng chết, nếu lúc ấy nô tỳ có thể có đủ cảnh giác hoặc trần chuyện này ra, Triệu Tiệp Dư nương nương cũng sẽ không bị người hại chết. Nói xong, nước mắt trong suốt, vẻ mặt vô cùng tự trách. Hoàng thượng, nghe sau Ngọc Thanh bẩm tấu, thần thiếp chỉ biết chuyện này không tốt. Đây rõ ràng chính là Bùi Nguyên Ca thêm mỹ nhân su vào trong nhân sâm thái hậu nương nương ban thưởng, muốn mưu hại Triệu Tiệp Dư muội muội. Sau khi Triệu Tiệp Dư muội muội mang thai, mỗi ngày đều yêu cầu được uống canh sâm bổ dưỡng, canh sâm mà mẫu hậu ban thưởng lại đều vô cùng tốt, dược lực đủ. Triệu Tiệp Dư muội muội suy nghĩ cho long duệ, chỉ sợ sẽ dùng ngay. Thần thiếp vốn muốn chạy tới ngay lập tức, nhưng lại lo lắng chỉ có một mình thần thiếp, hoàng thượng lại cho rằng thần thiếp là đang nhằm vào Bùi Nguyên Ca, cho nên cố ý mời các vị muội muội tới làm chứng cho thần thiếp. Hoàng thượng, thử hỏi khi thần thiếp biết rõ nội tình như vậy, thấy Triệu Tiệp Dư muội muội nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, làm sao có thể không nghi ngờ là nàng bị Bùi Nguyên Ca mưu hại? Hoàng hậu nói lời chân thành tha thiết, thất tình trên mặt đầy đủ, lại vừa vặn bù lại sơ hở trong lời của nàng ta lúc trước. Thoạt nhìn, vị hoàng hậu nương nương này cũng không có ngốc đến mức không có thuốc chữa. Trương Văn Uyển nghĩ, lúc này phụ họa nói vào: "Thì ra là thế, khó trách hoàng hậu nương nương vội vàng sai người mời thần thiếp tới Phượng Nghi Cung." Trong lời nói chứa nhiều vẻ lo âu, chưa nói vài câu đã nhắc tới Triệu Tiệp Dư, nói nàng khi mang thai bị cấm túc, nhất định vô cùng buồn khổ, mời các vị nương nương cùng đến thăm hỏi Triệu Tiệp Dư, vốn là trong đó còn có nội tình như vậy.
Ôi, chỉ vì là Bùi Tứ tiểu thư, hoàng hậu nương nương lại không thể không cẩn thận tủi thân như thế. Quả nhiên là... Dầu Kín thở dài nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lời này chẳng những đã làm lời giải thích thay cho hoàng hậu, lại là đang châm ngòi quan hệ Bùi Nguyên Ca và Phi Tần ở đây. Thử hỏi, rõ ràng nắm giữ chứng cứ như vậy, đối đãi Bùi Nguyên Ca vẫn cứ phải cẩn thận như thế, chỉ sợ không ổn thỏa một chút sẽ đưa tới hoàng thượng chỉ trích. Hoàng hậu nương nương còn như thế, huống chi là các phi tần khác. Chỉ cần trong lòng dâng lên ý kiêng kỵ như vậy, trước mắt lại đang có cơ hội có thể danh chính ngôn thuận trừ bỏ Bùi Nguyên Ca, chỉ sợ hơn phân nửa mọi người sẽ biết thời biết thế. Trường Văn Uyển này đúng là nhân vật lợi hại, mũi nhọn sắc bén trong lời nói mạnh hơn nhiều so với hoàng hậu. Bùi Nguyên Ca trầm tư. Thái hậu đương nhiên cũng nghe ra được ngụ ý trong đó, nhìn sắc mặt phi tần chung quanh khẽ đổi, chỉ biết lời Trương Văn Uyển nói bắt đầu dùng được, trong lòng càng ngày càng tức giận, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh, vẻ mặt muốn giết người, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi là cung nữ Huyên Huy cung, phát hiện loại chuyện này, vì sao không đến nói cho ai ra, vậy mà lại bỏ đi gần cầu xa đi nói cho hoàng hậu?" "Thái hậu nương nương, nô tỳ cũng từng muốn nói cho ngài, nhưng mà ngài sủng ái Bùi Tứ tiểu thư như vậy, tín nhiệm có thêm với nàng ấy, nô tỳ lo lắng ngài bị Bùi Tứ tiểu thư che mắt sẽ không tin lời nô tỳ nói, ngược lại đánh rắn động cỏ." Ngọc Thanh chợt can đảm, dương mắt nhìn thái hậu vẻ mặt khẩn thiết: "Thái hậu nương nương, ngài còn không rõ sao? Bùi Tứ tiểu thư thêm độc dược vào trong ngân sâm ngài ban thưởng, mượn cái này mưu hại Triệu Thiệp Dư, đây là kế di họa giang đông, muốn sau khi chuyện phát sinh thì đổ tội danh mưu hại Triệu Thiệp Dư lên người thái hậu nương nương ngài. Bùi Tứ tiểu thư mưu đồ ác độc như thế, lại hoàn toàn không nhớ tới ân đức của ngài đối đãi với nàng, lấy oán trả ơn, ngài cần gì bảo vệ một con rắn độc như vậy chứ?" Ngọc Thanh này cũng là một kẻ thông minh, hiểu được lúc nào phải chọn thái hậu, đồng thời châm ngòi quan hệ nàng và thái hậu. Nếu ngay cả thái hậu cũng đã bỏ qua Bùi Nguyên Ca nàng, hơn nữa nhân chứng và vật chứng đều vô cùng xác thực, chỉ sợ chuyện thật sự sẽ phiền phức rồi. Bùi Nguyên Ca nghĩ, khóe miệng hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt. Đáng tiếc, Ngọc Thanh này còn chưa đủ thông minh. Chuyện đến tình trạng này, nếu thái hậu không thể bảo vệ nàng, Bùi Nguyên Ca nàng bị khép cho tội danh hạ độc mưu hại Triệu Thiệp Dư, độc dược lại là ở trong nhân sâm thái hậu ban thưởng, lấy quan hệ nàng và thái hậu, dù như thế nào thái hậu cũng không có khả năng tránh khỏi liên quan. Cho dù hoàng thượng không truy cứu xử phạt thái hậu, nhưng tất cả mọi người đều sẽ nghi ngờ chuyện này là do thái hậu sai khiến. Xưa nay thái hậu vốn để ý thanh danh, làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Đây đúng là tình huống Bùi Nguyên Ca mong đợi. Hoàng hậu muốn đổ tội hãm hại nàng, Triệu Thiệp Dư là ứng cử viên thỏa đáng nhất, nhưng muốn hại chết Triệu Thiệp Dư, hơn nữa có thể đổ tội danh ở trên đầu nàng. Biện pháp tốt nhất chính là sử dụng độc ở trong thức ăn, sau đó sắp xếp nhân chứng vật chứng chỉ về phía nàng. Bùi Nguyên Ca đã sớm dự đoán được điểm này, lời nói hành vi vô cùng cẩn thận, cho dù tiếp sau trò diễn với Triệu Thiệp Dư cũng chưa bao giờ đưa thức ăn linh tinh cho Triệu Thiệp Dư. Nếu hoàng hậu muốn đổ tội hãm hại cho nàng, biện pháp duy nhất chính là gian lận ở trong đồ của thái hậu ban thưởng, sau đó sắp xếp người Huyên Huy cung chỉ chứng nàng. Cứ như vậy, hoàng hậu sẽ phải bại lộ cơ sở ngầm ở Huyên Huy cung, nhưng đồng thời chuyện dính dáng tới đồ thái hậu ban thưởng sẽ càng khiến cho thái hậu cảnh giác và kiêng kỵ. Hiện tại căn bản không cần nàng phải châm ngòi nữa, chỉ sợ thái hậu cũng đã có tâm tư trừ khử hoàng hậu. Ở dưới mọi loại cảm xúc này, nếu có thể nhanh chóng chứng thật tội danh của hoàng hậu, thái hậu tuyệt đối sẽ không che chở cho hoàng hậu nữa. Cho nên hiện tại vấn đề duy nhất chính là phải làm sao vạch trần hoàng hậu, chứng minh nàng là người mưu hại Triệu Thiệp Dư. Bùi Nguyên Ca nghĩ, lén lút đưa ánh mắt tìm đến trên một người cung nữ mặc áo xanh chỗ hẻo lánh. "Hoàng thượng, chuyện tới nước này, chân tướng đã rõ ràng ở trước mặt, chỉ cần mang nhân sâm thái hậu ban thưởng tới nghiệm chứng, xem bên trong rốt cuộc có bị bỏ thêm độc dược mỹ nhân su hay không, thì có thể biết ngay là Bùi Nguyên Ca rốt cuộc có phải hung thủ hay không." Hoàng hậu không kiên nhẫn dây dưa nữa, dao sắc chặt dây rối, không thể chờ đợi, muốn nhìn thấy tình hình Bùi Nguyên Ca không thể biện bạch, bị nghiêm hình xử tử. Nếu hoàng hậu nói được chắc chắn như vậy, những nhân sâm đó tất nhiên là đã bị động tay động chân, chỉ cần lấy ra nghiệm chứng, chẳng những Bùi Nguyên Ca khó có thể biện bạch, thì ngay cả thái hậu bà cũng không trốn được quan hệ. Thái hậu nghĩ, trong lòng vừa hối hận vừa tức giận. Bùi Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục, lại nhạy bén thạo đời, lại cung kính có thừa với thái hậu bà,
chưa từng có chút làm trái lời. Có người như vậy làm quân cờ trong tay, hoàn toàn không thể tốt hơn. Nhưng bà không đủ thấu tình đạt lý, bị Ngọc Thanh khuyến khích, muốn Bùi Nguyên Ca và Triệu Tiệp Sư trai cỏ tranh chấp, kết quả lại bị Hoàng hậu làm ngư ông đắc lợi. Ngọc Thanh này vốn chính là người của Hoàng hậu. Trong lòng Thái hậu vừa phẫn nộ, lại tự nhiên dâng lên một cỗ dùng mình kinh sợ. Hoàng hậu có thể xếp cơ sở ngầm ở trong cung của bà cũng không có gì kỳ quái, các cung đều là như thế. Thái hậu cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng cơ sở ngầm này là Ngọc Thanh, việc này lại làm cho Thái hậu kinh hãi. Có thể hầu hạ bên cạnh bà, có thể bày mưu tính kế cho bà, cũng làm cho bà tiếp nhận, không thể nghi ngờ tín nhiệm của Thái hậu với Ngọc Thanh. Mà chính là một tâm phúc như vậy, làm cho bà rất tin tưởng lại là người của Hoàng hậu. Vậy thì đáng sợ cỡ nào? Hiện tại Hoàng hậu chỉ là bảo Ngọc Thanh đi ra làm chứng cứ giả. Nếu Hoàng hậu bảo Ngọc Thanh hạ độc trong thức ăn của bà thì sao đây? Nói vậy, bà cũng sẽ không chút nghi ngờ uống vào rồi nhỉ? Nghĩ vậy, Thái hậu càng ngày càng cảm thấy trong lòng rét lạnh. Hơn nữa, Ngọc Thanh là người Diệp thị đưa tới, là con của đầy tớ Diệp phủ sinh, cho nên Thái hậu mới có thể tín nhiệm nàng ta như thế. Hiện tại, chứng thật Ngọc Thanh là người của Hoàng hậu, vậy có phải Diệp thị đưa Ngọc Thanh đến chỗ bà đã biết hay không? Hay là nói, bọn họ vốn đã biết, thế này mới đưa Ngọc Thanh đến chỗ của bà? Đó có phải là mang ý nghĩa, hiện tại người Diệp thị càng coi trọng là Hoàng hậu? Dù sao, Hoàng hậu có Hoàng tử Vũ Hoàng Chiết bên người, tương lai tiềm lực sẽ lớn hơn so với lão thái bà mặt trời sắp lặn như bà. Không thể tùy ý loại tình hình này tiếp tục phát triển nữa. Hoàng hậu ngu dốt không có vấn đề gì, nhưng mà một hoàng hậu ngu dốt lại tự cho mình là đúng, hơn nữa lại dã tâm tràn đầy thì càng rất đáng sợ. Trong đôi mắt Thái hậu hiện lên một chút vẻ sắc bén. Nếu để cho Hoàng hậu tiếp tục như vậy nữa, Thái hậu bà sẽ trở thành con rối. Trong lòng dâng lên một chút sát khí lạnh thấu xương. Ngược lại, Thái hậu bình tĩnh, để tâm suy tư về cục diện trước mắt. Hiện tại, Hoàng hậu có Ngọc Thanh làm nhân chứng, có Nhân Sâm bị hạ độc làm vật chứng, tình hình vô cùng bất lợi với bà và Bùi Nguyên Ca. Tâm tư Hoàng đế có lẽ còn có vài phần thiên vị với Nguyên Ca, nhưng chắc là cũng bị dao động kịch liệt rồi. Dù sao, người bị hạ độc là Triệu Tiệp Sư được Hoàng đế sủng ái, mà phi tần chung quanh càng thêm hy vọng. Trải qua Trương Văn Uyển châm ngòi, hiện tại chỉ sợ các nàng cũng vô cùng kiêng kỵ với Bùi Nguyên Ca. Nếu có cơ hội có thể danh chính ngôn thuận trừ bỏ Bùi Nguyên Ca, thì ai sẽ dại dột tăng thêm giúp đỡ? Hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là bản thân của nàng, phải hoàn toàn lật đổ bố cục của Hoàng hậu, chứng minh Bùi Nguyên Ca trong sạch mới được. Vật chứng Nhân Sâm hơn phân nửa không thể kiểm chứng ra cái gì, mà Ngọc Thanh thân là nhân chứng, nếu dám đi làm chứng vào lúc này, chỉ sợ cũng không dễ dàng thuyết phục được nàng ta. Mà Thái hậu lại biết rõ Ngọc Thanh thông minh lanh lợi, muốn bắt lấy sơ hở của nàng cũng không dễ dàng. Thái hậu chưa từng nghĩ tới có một ngày bà sẽ bị hoàng hậu ngu như lợn này đẩy vào tuyệt cảnh. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể ngăn cản cơn sóng dữ xoay chuyển càn khôn đây? Huy Huyền Cung, Sương Nguyệt Viện. Thư Tuyết Ngọc ngồi ở trước cửa sổ, nhìn cửa viện, vẻ mặt lo âu. Bà biết hôm nay Bùi Nguyên Ca lại đến Hàn Lộ Cung thăm hỏi Triệu Thiệp Dư, nhưng thường ngày tới lúc này là Bùi Nguyên Ca đã sớm nên trở về rồi, nhưng sao hôm nay đến giờ này vẫn còn không có tin tức gì chứ? Hơn nữa, trước đó dường như cũng thấy Thái hậu dẫn theo người vội vàng đi về phía Hàn Lộ Cung, chẳng lẽ nói đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nghĩ tới đây, Thư Tuyết Ngọc không khỏi sợ hãi mà kinh hoàng. Không đâu, Nguyên Ca thông minh như vậy, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định có thể ứng phó được, sẽ không có việc gì đâu. Tuy rằng an ủi như vậy, nhưng cuối cùng Thư Tuyết Ngọc cũng không yên lòng. Còn có Triệu Thiệp Dư kia, tuy rằng chỉ là xa xa nhìn nàng một cái từ giữa khe hở cửa viện, nhưng không biết vì sao Thư Tuyết Ngọc luôn cảm thấy vị Triệu Thiệp Dư này có chỗ nào đó khiến cho bà thấy rất không thoải mái, có loại cảm giác thật không tốt, nhưng lại vẫn cứ không làm rõ được cuối cùng là chỗ nào không đúng. Bà luôn mãi hồi tưởng lúc trước kia thoáng nhìn mỹ nhân tươi cười rạng rỡ, cố gắng suy tư. Triệu Thiệp Dư này khiến cho bà có loại linh cảm không lành. Nguyên Ca lại vì tình hình bức bách không thể không đi thân thiết với Triệu Thiệp Dư, việc này càng làm cho Thư Tuyết Ngọc lo lắng đề phòng. Lúc trước Minh Cẩm trịnh trọng giao Nguyên Ca cho bà như vậy, nhưng những năm gần đây bà lại cũng chưa từng chăm sóc cho Nguyên Ca. Hiện tại nếu Nguyên Ca lại xảy ra chuyện gì, không nói tới tương lai xuống hoàng tuyền phải làm sao đi gặp Minh Cẩm, riêng chỉ chính bà đau lòng cũng khó có thể tiếp nhận. Thư Tuyết Ngọc lo lắng tiểu tụy nghĩ, đột nhiên trong đầu bỗng như có một tia chớp xẹt qua, dường như chiếu sáng chuyện gì đó. Trán Thư Tuyết Ngọc nhíu lại,
cẩn thận nhớ kỹ. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Là vì nghĩ tới chuyện Minh Cẩm giao cho Nguyên Ca, cho bà hay sao? Minh Cẩm, đúng rồi, là Minh Cẩm. Trong lòng Thư Tuyết Ngọc giật mình, vẻ mặt biến đổi. Triệu Thiệp Dư trong trắng lộ hồng kia, khí sắc tốt đến mức khác thường, giống như đúc với Minh Cẩm chúng độc bỏ mình lúc trước. Suy nghĩ thêm đến bây giờ, Nguyên Ca còn chưa trở về. Ngẫm lại gần đây Nguyên Ca không thể không gần gũi với Triệu Thiệp Dư, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một khủng hoảng khó có thể dùng lời diễn tả. Việc này tương tự biết bao nhiêu với tình hình bà bị xử oan lúc Minh Cẩm bị giết hại trước kia. Là Trương Văn Uyển, nhất định là Trương Văn Uyển. 10 năm trước, cô ruột Trương Vân của nàng ta dùng loại biện pháp này hại chết Minh Cẩm, giá họa cho bà. 10 năm sau, Trương Văn Uyển lại dùng biện pháp đồng dạng để hãm hại Nguyên Ca. Trong lòng Thư Tuyết Ngọc rối loạn, chợt chạy ra ngoài, đi về phía Hàn Lộ Cung. Chương 148, phá bẫy, chân tướng năm đó, phần 2. Trong điện, tâm thần mọi người đều bị tranh chấp của Thái Hậu và Hoàng Hậu hấp dẫn. Vốn cái chết của Triệu Thiệp Dư đều chỉ có ích lợi với mọi người ở đây, không có chỗ nào xấu. Tiếp sau, Hoàng Hậu nhằm vào Bùi Nguyên Ca, nếu có thể trừ bỏ Bùi Nguyên Ca như vậy cũng là chuyện tốt. Nhưng dù như thế nào cũng là quan hệ không lớn với mọi người chú ý hơn phân nửa vẫn là ở vào tâm lý tò mò và xem náo nhiệt. Nhưng hiện tại, Ngọc Thanh xuất hiện với lời chứng lại thay đổi tình hình, mưa gió lại nổi lên. Tuy rằng trong lời của nàng ta chỉ nhằm vào Bùi Nguyên Ca, thậm chí còn đang biện giải cho Thái Hậu, nói Thái Hậu bị Bùi Nguyên Ca lừa gạt, nhưng Bùi Nguyên Ca là người Thái Hậu coi trọng, nhân sâm là quà của Thái Hậu ban cho Triệu Thiệp Dư, mà Ngọc Thanh là tâm phúc của Thái Hậu. Gặp chuyện không bẩm tấu với Thái Hậu, ngược lại lại đi nói với Hoàng Hậu. Trong này thật sự rất có nhiều nội tình nên đắn đo cân nhắc. Không nói đến chân tướng như thế nào, nhưng tình hình hiện tại, Hoàng Hậu và Thái Hậu hiển nhiên là hoàn toàn xé rách mặt, trở nên đối lập. Dù chuyện này kết quả như thế nào, luôn có một bên được lợi, một bên thất thế. Hơn nữa, bên thất thế cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua như vậy. Hai bên lại đều là nữ tử, thân phận tôn quý nhất trong hậu cung. Vậy nếu hoàn toàn tranh đấu, dù cuối cùng ai thua ai thắng, đều nhất định sẽ biến hậu cung trở nên long trời lở đất, tất cả bố cục thanh tẩy một lần nữa. Chỉ sợ những tần phi hậu cung như các nàng cũng khó có thể không bị dính vào. Mặc dù có thể không dính vào, nhưng rối loạn thường thường là cơ hội lên cao. Nếu có thể nắm chắc thì ai sẽ từ bỏ chứ? Tần phi có thể đứng ở chỗ này, làm sao lại không thể không có dã tâm đây? Bởi vậy, so với mới vừa rồi, hiện tại mọi người càng thêm hết sức chăm chú, không thể sai lầm chi tiết gì, đến quyết định hướng đi và lập trường tương lai. Thừa dịp vào lúc này, Bùi Nguyên Ca lén lút lùi hai bước tới gần Tịch Tuyết áo xanh thướt tha, lại bị hoảng sợ ngây người, ánh mắt vẫn chú ý tình hình chung quanh như cũ, nhẹ nhàng đẩy Tịch Tuyết một cái nói nhỏ: "Muốn mạng sống không?" Tịch Tuyết ngẩn ra bối rối nhìn Bùi Nguyên Ca, không rõ ý của nàng. Triệu Thiệp Sư bỏ mình, những cung nữ bên cạnh như các người tỉnh ngộ may mắn thoát khỏi. Tịch Mai là người thông minh, biết nếu lúc này phải đẩy ra một thủ phạm rời đi tức giận của hoàng thượng mới có thể có một tia hy vọng sống sót. Đáng tiếc, nàng ta chọn sai người rồi, không nên nhắm vào ta. Bùi Nguyên Ca lặng yên, không một tiếng động nói: "Nếu ngươi muốn mạng sống, hãy hợp tác với ta, cùng nhau tìm ra hung thủ chân chính. Đến lúc đó ta sẽ cầu xin cho ngươi, dù cho như thế nào cũng sẽ có cứu được tánh mạng của ngươi. Thế nào, muốn đánh cuộc một keo hay không?" Ánh mắt Tịch Tuyết lóe lên, có thể sống, ai lại muốn chết? "Nô tỳ có thể giúp gì cho Bùi tứ tiểu thư?" Tuy rằng còn chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng đã thay đổi ý nghĩ, Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng hỏi. Bên cạnh Triệu Thiệp Dư hẳn là có tâm phúc, biết nhận thức thuốc. "Là ai?" "Là nô tỳ." "Nhưng mà Bùi tứ tiểu thư làm sao mà ngài biết được?" Tịch Tuyết rất kinh ngạc. Việc này cũng không khó đoán, thời gian Triệu Thiệp Dư mang thai không ngắn, lại ỷ vào có thai mà kiêu ngạo như thế, đắc tội rất nhiều người. Tất cả mọi người, át chủ bài của Triệu Thiệp Dư là ở chỗ thân thể mang thai của nàng ta. Nói vậy Triệu Thiệp Dư cũng biết nhà giàu có đều có rất nhiều gian lận ở trong thức ăn, huống chi lại là hoàng cung. Nhưng đến bây giờ Triệu Thiệp Dư lại luôn bình yên vô sự, hơn nữa còn dám không kiêng nể gì dùng rất nhiều thuốc bổ món ăn quý lạ đến từ chỗ mọi người, cũng không chút lo lắng người khác sẽ động tay chân. Giải thích duy nhất chính là bên cạnh Triệu Thiệp Dư có người biết nhận thức thuốc đang giúp cho nàng ta kiểm tra, cho nên Triệu Thiệp Dư mới dám không kiêng nể gì như thế.
Chỉ là Bùi Nguyên Ca cũng không ngờ người kia vậy mà lại là Tịch Tuyết âm thầm trong ngày thường. Là người thì rất tốt. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, nói: ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, còn muốn mời ngươi giúp cho một việc. Tuy rằng Triệu Tiệp Dư khoe khoang, nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ. Chuyện bên cạnh có người biết nhận thức thuốc vẫn luôn vô cùng bí ẩn, làm sao vị Bùi tứ tiểu thư này có thể biết được. Tuy rằng nghĩ mãi không ra, nhưng đây ít nhất cũng có thể nói rõ trí tuệ sâu sắc của Bùi tứ tiểu thư. Có lẽ nàng thật sự có biện pháp tìm ra thủ phạm hạ độc. Mà nếu mình có thể góp sức trong này, lại do Bùi tứ tiểu thư cầu tình, có thể thật sự sẽ thoát được một mạng. Nghĩ tới đây, Tịch Tuyết nhất thời chấn động tinh thần. Bùi tứ tiểu thư có việc cứ phân phó, nô tỳ sẽ hoàn toàn tòng mệnh. Do mới vừa rồi hỏi dò thử, những lời này thì lại cho thấy Tịch Tuyết đã hoàn toàn tin tưởng Bùi Nguyên Ca, bằng lòng đặt cược tất cả tiền ở trên thân thể của nàng. Ta muốn biết biết chuyện trước mắt khó giải quyết, hoàng hậu thiết kế cũng không phức tạp, nhưng là càng đơn giản, sơ hở lại càng ít, càng không dễ dàng xoay chuyển. Lòng thái hậu nóng như lửa đốt, nhưng trong một lúc cũng không thể nghĩ ra được chỗ đột phá. Khi còn đang lo lắng, rời mắt thấy Bùi Nguyên Ca lặng lẽ tới gần bên cạnh một cung nữ bên người Triệu Tiệp Dư đang nói gì đó với nàng ta. Trong lòng thái hậu vừa động, bà biết Bùi Nguyên Ca băng tuyết thông minh, chẳng lẽ nói cuối cùng nàng đã nghĩ ra được biện pháp phá giải, cho nên mới đang nghĩ cách tiếp cận Tịch Tuyết. Thái hậu nghĩ, nhất thời lên giọng, cố ý khơi lên tranh chấp với hoàng hậu, tập trung tất cả lực chú ý của mọi người ở trên người mình, miễn cho bị người phát giác hành động của Bùi Nguyên Ca. Bàn bạc với Tịch Tuyết đã xác định, trong lòng Bùi Nguyên Ca có cơ sở, nhìn bốn phía chung quanh. Đối với làm sao phủ định hoàng hậu đổ tội, nàng đã có chủ ý, nhưng còn cần có một người có thể phối hợp được với nàng. Bùi Nguyên Ca suy tư, bỗng nhiên nhận ra một tầm mắt nóng hừng hực, quay đầu nhìn lại thì đón nhận được ánh mắt của Vũ Hoàng Mặc tối tăm mà sóng gợn dập dờn. Lúc đó trong lòng lại như ẩn chứa cảm xúc giống như núi cao biển cát, bình tĩnh lại nhiệt liệt, trằn trọc triền miên. Nháy mắt lo lắng, nháy mắt lại biến thành an ủi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức lại nhẹ nhàng mà gật đầu, ánh mắt nóng rực. Hắn lại đang nói, không cần lo lắng, dù như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Dù đặt mình trong hoàn cảnh hiểm ác như thế, Bùi Nguyên Ca lại đột nhiên cảm thấy tâm thần yên ổn xuống, giống như ngâm ở trong bể ôn tuyền, cả trái tim đều ấm áp rào rạt vô cùng thoải mái. Nàng cười nhàn nhạt, giữa mắt mày cong cong lộ ra vui vẻ, khẽ khàng gật gù không thể nhận ra, lập tức trong đôi mắt hơi lộ ra ý cầu tán thành. Có việc cần hắn hỗ trợ sao? Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, ánh mắt dò hỏi. Ánh mắt Bùi Nguyên Ca chuyển tới thi thể Triệu Tiệp Dư trong màn giường, giống như say mê trong mộng, lập tức lại nhìn người bốn phía xung quanh trong điện, sau đó tay phải khẽ gõ, làm ra một cái động tác, cuối cùng duỗi thẳng tay phải, giống như lưỡi dao sắc, vạch một phát đi xuống, mang theo một vài phần rõ ràng dứt khoát. Đây là ý gì? Vũ Hoàng Mặc hơi thấy bối rối, trầm tư không nói. Những ngày tháng này, hắn phụng lệnh hoàng đế, lặng lẽ ra ngoài làm việc, bởi vì nhớ tranh đấu giữa Nguyên Ca và hoàng hậu, cũng không muốn kéo dài chút nào, mau chóng làm xong việc thì liền chạy về kinh thành. Lại không nghĩ rằng mới vừa hồi cung chợt nghe thấy Triệu Thiệp Dư qua đời, Nguyên Ca bị hoài nghi là hung thủ. Cũng may trước đó hắn cũng đoán được, nếu hoàng hậu muốn ra tay hãm hại Bùi Nguyên Ca, hơn phân nửa sẽ xuống tay với Triệu Thiệp Dư. Bởi vậy đã sớm sai người âm thầm giám thị động tĩnh Hàn Lộ Cung. Khi nhận thấy Lý Mỹ Nhân và Triệu Thiệp Dư đột nhiên đi lại thân mật thì sâu sắc nhận thấy không đúng. Lý Mỹ Nhân thất sủng đã lâu, lại không có thế lực, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, Triệu Tiệp Dư tuyệt đối sẽ không làm bạn với nàng ta. Vì thế hắn bèn đặt trọng điểm ở bên người của Lý Mỹ Nhân. Lý Mỹ Nhân nhờ thái giám mua đồ, mua phấn độc lan, lại giao thứ này cho Triệu Tiệp Dư. Việc này vốn không thể tránh được ánh mắt hắn, chỉ là vào lúc này hắn trùng hợp lại bị hoàng đế phái rời kinh, không kịp thông báo cho Nguyên Ca, hồi kinh lại đã là hôm nay. Sau khi nghe thấy tin tức Triệu Tiệp Dư bị giết hại, hắn lập tức bắt tay vào sắp xếp để cho thị vệ Bắc Chiếu Môn tóm gáy thái giám mua đồ kia. Nhân chứng tan chứng đều lấy được, lại trùng hợp bị hắn gặp phải, danh chính ngôn thuận đi vào Hàn Lộ Cung. Vốn hắn cho rằng Lý Mỹ Nhân là phụng danh nghĩa hoàng hậu mưu hại Triệu Tiệp Dư, giá họa cho Nguyên Ca, cho rằng chỉ cần đưa Lý Mỹ Nhân tới là được.
Không ngờ Lý Mỹ Nhân cũng chỉ là hợp tác với Triệu Thiệp Dư muốn hãm hại Bùi Nguyên Ca, mà lại tra ra bản thân Triệu Thiệp Dư cũng không phải là trúng độc lan. Hoàng hậu đột nhiên triệu Ngọc Thanh ra nhắm thẳng vào Nguyên Ca. Dù sao Vũ Hoàng Mặc cũng vừa mới hồi cung, cũng không biết rõ ràng đối với chi tiết chuyện này, lại lo lắng Nguyên Ca, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp ứng phó. Lúc này được ám thị của Bùi Nguyên Ca hơi suy tư thêm một chút, trong lòng Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên sáng ngời, ánh mắt rực rỡ, dùng sức gật gật đầu, biết hắn nhất định đã đoán được dụng ý của mình. Bùi Nguyên Ca rất vui vẻ, nở nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng nói lực chú ý của mọi người đều bị Thái hậu và Hoàng hậu hấp dẫn, nhưng dù sao cũng là trước mặt mọi người, Bùi Nguyên Ca chỉ sợ bị người phát hiện, không dám trao đổi ánh mắt nhiều với Vũ Hoàng Mặc, lưu luyến chăm chú nhìn hắn một chút, rồi lại rời ánh mắt đi chỗ khác, lao vào trên tranh chấp của Hoàng hậu và Thái hậu, đồng thời chăm chú tâm thần, chuẩn bị nghênh đón bão táp kế tiếp. Mà đúng lúc này, Trương Đức Hải phụng lệnh đến kho của Lộ Hàn Cung đã sắp dẫn người quay trở lại. Tiểu thái giám bên cạnh đang cầm hơn 10 hộp nhân sâm. Triệu Thiệp Dư có thai, mỗi ngày đều cần dùng canh sâm tẩm bổ. Bởi vậy, Hoàng thượng và Hoàng hậu, Thái hậu đều có ban thưởng nhân sâm. Phi tần khác cũng có đưa tới lấy lòng. Thái y tiến lên kiểm chứng từng cái, cuối cùng chỉ vào hai cái hộp sơn đen mạ vàng nói: Hoàng thượng, mùi vị và màu sắc nhân sâm ở hai hộp này hơi khác thường, dường như là bị người rót thuốc vào, có điều biến đổi rất nhạt, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra được. Không tra ra được nguyên nhân Triệu Thiệp Dư chết, quy tội độc lam rồi lại bị vạch trần, Thái y biết tính mạng của mình sắp đến cuối, bởi vậy cố gắng biểu hiện, hy vọng có thể cứu vãn một chút. Là bị bỏ mỹ nhân xu sao? Vẻ mặt hoàng đế âm trầm. Cái này... Thái y lau mồ hôi trong lòng sợ hãi, cũng không dám ôm đầm hiểu việc, run rẩy nói: Khởi bẩm hoàng thượng, ty chức cũng chưa từng nhìn thấy mỹ nhân xu, trong sách cũng chỉ ghi lại độc tính của nó, nếu không trình bày dáng vẻ màu sắc của mỹ nhân xu, bởi vậy ty chức cũng không thể kết luận. Có điều, theo sách cổ ghi lại, có thể tìm đến chó mèo ăn độc để nghiệm chứng, xem có giống với tình trạng cái chết của Triệu Thiệp Dư hay không. Lời này của hắn nói tới nơm nớp lo sợ, chỉ sợ hoàng đế không vui, trực tiếp kéo hắn ra ngoài chém. Cũng may hoàng đế còn là có vài phần nhẫn nại, lúc này lại sai người đi tìm một con mèo, bởi vì mỹ nhân xu chỉ có độc với nữ tử, bởi vậy cố ý tìm đến một con mèo cái. Thái y cắt nhân sâm trong hộp sơn đen mạ vàng thành từng miếng đút cho mèo cái ăn. Biểu hiện của mèo cái cũng không khác thường, vẫn lười biếng cất bước, sau đó dường như đi mệt rồi, lượn thành một đoàn rồi bắt đầu ngủ, không nhìn ra chút dấu hiệu trúng độc. Qua rất lâu, vẫn không có động tĩnh gì, lông mày của hoàng đế đã càng nhăn vào càng sâu, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Mắt thấy ranh giới sắp bùng nổ, thái y kinh hồn bạc vía, đi tới chạm vào con mèo, bỗng nhiên chợt ngừng đầu nói: Hoàng thượng, mèo cái đã chết rồi. Nói xong chợt lắc lắc mèo cái, nó vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng thái y dứt khoát xách mèo cái lên, giày vò đủ loại, mèo cái lại vẫn không có chút động tĩnh nào, hiển nhiên là không phải ngủ say, mà là đã chết. Chính là bộ dáng cũng không khác gì với lúc còn sống, có chút tương tự với tình trạng cái chết của Triệu Thiệp Dư. Thoạt nhìn, độc của Triệu Thiệp Dư trúng chính là mỹ nhân xu. Hơn nữa, độc dược đã giấu ở trong nhân sâm này. Tuy rằng đã sớm đoán được nhân sâm sẽ bị động tay động chân, vẻ mặt Thái hậu vẫn cứ cực kỳ khó coi. Những thứ này hoàn toàn không cần hỏi lại. Xem sắc mặt Thái hậu, mọi người chỉ biết hai hộp nhân sâm sơn đen mạ vàng này đúng là của Thái hậu ban thưởng. Hoàng hậu và Trương Văn Uyển nhìn nhau cười, trong đôi mắt xẹt qua một chút hả hê độc ác. Lần này, Bùi Nguyên Ca chết chắc rồi. Hơn nữa, chính là ngay cả Thái hậu cũng đã dính lên tanh cả người, khiến cho Hoàng thượng hoài nghi. Bây giờ cần cái kia lâu dài, thế lực Thái hậu dần dần yếu bớt, thế lực Hoàng hậu cũng sẽ tương ứng mà lên cao. Cuối cùng, hậu cung này sẽ chậm rãi biến thành hậu cung của Hoàng hậu. Nhưng mà, từ trong quá trình thử độc này, Vũ Hoàng Mặc đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Hắn nhanh chóng nhìn Bùi Nguyên Ca, muốn truyền tin tức này cho nàng, đã thấy ánh mắt của nàng rời từ trên người mèo cái bị độc chết đi chỗ khác, cũng lui tới phía hắn, trong đôi mắt không có một chút nghi ngờ khó hiểu, chắc là cũng đã nhận ra vấn đề ở trong đó rồi. Không đúng, bỏ độc mỹ nhân xu trong nhân sâm có vấn đề, bản thân quá trình này đã lộ ra sơ hở thật lớn. Theo lý thuyết, dù Hoàng hậu không thể nhận ra vấn đề trong đó, Trương Văn Uyển cũng sẽ có thể nhận ra, không nên lộ ra sơ hở như vậy mới phải. Trán Bùi Nguyên Ca nhíu chặt, cố gắng sửa sang lại suy nghĩ trong đầu,
định tìm ra một giải thích hợp lý, chẳng lẽ nói: "Nhưng dù như thế nào thì sơ hở như vậy là có lợi với nàng." Quỷ Nguyên Ca hơi lắc lắc đầu với Vũ Hoàng Mặc, ý bảo hắn đừng nóng lòng vạch trần, dùng ở phía sau có lẽ sẽ càng có tác dụng hơn. "Hoàng thượng, quá trình thử độc đã chứng minh Triệu Thiệp Sư muội muội thật sự là trúng độc mỹ nhân su mà chết. Độc dược thì giấu ở trong nhân sâm, mà Ngọc Thanh cũng đã chứng minh độc này đúng là Bùi Nguyên Ca bỏ." Hoàng hậu không thể chờ đợi, làm khó dễ nói: "Trước mắt sự thật lại rõ ràng hết mức, chính là Bùi Nguyên Ca hại chết Triệu Thiệp Sư muội muội. Kính xin hoàng thượng hạ lệnh xử tử Bùi Nguyên Ca, để an ủi Triệu Thiệp Sư muội muội, trên trời có linh thiêng." "Vậy cũng chưa chắc." Thái hậu hử lại nói: "Trong nhân sâm có độc hại thế nào? Trước đó trong yến ảnh kim sơ, nha đầu Nguyên Ca làm cũng không có phấn độc lan. Có thể độc kia cũng là Triệu Thiệp Sư sai người bỏ, mục đích là vì vu oan giá họa cho nhà đầu Nguyên Ca." Lời ấy của mẫu hậu không ổn. Chẳng lẽ là nói Triệu Thiệp Sư còn có thể hạ độc trong nhân sâm, tự mình hại chết mình hay sao? Lúc này hoàng hậu cãi lại, mắt thấy hai bên lại bắt đầu giằng co. Vũ Hoàng Mặc nhìn đúng thời cơ mở miệng nói: "Phụ hoàng, nhi thần cho rằng không nói độc dược trong nhân sâm là ai bỏ, nhưng Triệu Thiệp Sư trúng độc bỏ mình, cùng nữ thái giám Hàn Lộ cung hầu hạ bất lợi, cho hung thủ khe hở, tội sơ sẩy thất trách này cũng không trốn thoát được. Nhi thần cho rằng nên xử tử toàn bộ cung nữ thái giám Hàn Lộ cung để răn đe." Lời vừa nói ra, trong điện cung nữ Hàn Lộ cung đều biến sắc sầu thảm. Trong cung quý nhân bị hại chết, cung nữ chăm sóc bên cạnh không biết, thất trách xử tử là chuyện thường có, nhưng cung nữ còn lại sống hay chết cũng chỉ là một ý nghĩ của hoàng đế. Tuy có chút tàn nhẫn, nhưng trên lịch sử vương triều đại hạ cũng từng có chuyện xử tử toàn bộ thái giám cung nữ cung điện bị chôn cùng tần phi. Tần phi càng được sủng ái thì càng là như thế, dù sao cũng là người hoàng đế sủng ái, bị người hại chết khó tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo với người khác, mà tánh mạng cung nữ thái giám lại vốn hèn mọn, xử tử cung nữ thái giám cả điện cũng không có gì khác với bóp chết mấy chục con kiến, căn bản cũng không có ai sẽ quan tâm. Hiện tại Triệu Thiệp Dư được sủng ái như vậy, đột nhiên chết đi, hoàng đế tất nhiên là tức giận. Nhưng hiện tại hoàng hậu và thái hậu lại bắt đầu giằng co, dù hoàng đế xử lý ai đều phải cân nhắc rồi sau đó mới làm. Lúc này Cửu Điện Hạ lại đột nhiên chuyển rời mũi nhọn đến trên người bọn họ, trong lúc hoàng đế đang nôn nóng nhất định sẽ phát tiết toàn bộ tức giận ở trên người những nhân vật nhỏ hèn mọn như bọn họ, chỉ sợ thật sự muốn mọi người bọn họ cùng chôn với Triệu Thiệp Dư. Quả nhiên lông mày hoàng đế rét lạnh dựng thẳng, lạnh lùng nói: "Người đâu, coi chừng tất cả mọi người trong Hàn Lộ cung, chờ khi Triệu Thiệp Dư nhập táng toàn bộ chôn cùng với Triệu Thiệp Dư." Nghe vậy, rất nhiều cung nữ thái giám đều co quắp như mệt lả người ngã trên mặt đất. Vốn là trong nhân sâm này có độc. Đúng lúc này Tịch Tuyết giống như lơ mơ, bởi vì Triệu Thiệp Dư chết vẫn luôn không nói năng gì, lại đột nhiên đứng dậy chỉ vào một cung nữ cả người quần áo màu đỏ co rúm tại ở góc sáng sủa, lớn tiếng trách cứ nói: "Triệu Thanh, là ngươi làm có đúng hay không? Là ngươi hạ độc ở trong nhân sâm hại chết Thiệp Dư nương nương, đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận, còn muốn kéo mọi người cùng chết với ngươi, ngươi thật là độc ác." Chỉ trích bất thình lình làm cho tất cả mọi người bối rối, không rõ vì sao Tịch Tuyết lại nói như vậy. Cung nữ kêu là Triệu Thanh kia vốn đã vì thánh chỉ xử tử mọi người trong Hàn Lộ cung của hoàng đế mà sợ hãi tuyệt vọng, đột nhiên bị Tịch Tuyết chỉ trích danh, thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người mình, càng thêm khủng hoảng không biết làm sao, cả người biến đổi run rẩy, vẻ mặt bối rối nói: "Tịch Tuyết tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta không có mà, không phải ta, ngươi đừng nói lung tung." Hoàng hậu thấy có người tự nhiên xen ngang, nhíu mày muốn mở miệng trách cứ, còn chưa kịp nói đã bị Tịch Tuyết cắt ngang: "Ngươi đừng nói xạo nữa, vốn ta còn không biết là ngươi, nhưng nhìn thấy hộp nhân sâm hạ độc vừa rồi, ta mới nhớ tới." Vẻ mặt và giọng nói của Tịch Tuyết đều nghiêm túc, từng bước ép sát, không chịu cho nàng chút thời gian thở dốc, lạnh lùng nói: "Tuy rằng Thiệp Dư nương nương kiêu ngạo, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đối đãi với đám cung nữ chúng ta không tốt. Cho dù trước kia từng mắng ngươi, vậy cũng là vì ngươi làm sai chuyện. Nếu thay đổi cung chủ khác, chỉ sợ đã sớm đánh chết ngươi. Nhưng Thiệp Dư nương nương chỉ phạt tiền tiêu hàng tháng của ngươi là xong việc. Ân đức này dày rộng như vậy, chẳng những ngươi không cảm kích, ngược lại còn lấy oán trả ơn. Bởi vậy mưu hại Thiệp Dư nương nương. Triệu Thanh, ngươi thật sự là lòng lang dạ sói, không bằng heo chó." Nói đến sau đó, vẻ mặt đã gần như dữ tợn tàn nhẫn, làm người ta thấy sinh ra sợ hãi. "Không có, ta không có oán hận với Thiệp Dư nương nương."
Nhìn bộ dáng Tịch Tuyết như vậy, Triệu Thanh càng thêm bối rối. Ta không có oán hận, thật sự không có. Vậy vì sao ngươi lại muốn hại Tiệp Dư nương nương? Có phải người khác cho ngươi chỗ tốt gì hay không? Vì một chút tiền tài vàng bạc đã phản bội Tiệp Dư nương nương, ngầm hạ độc thủ. Triệu Thanh, ngươi là quá mức ác độc rồi. Tịch Tuyết cắn răng gắt gao nhìn Triệu Thanh, dường như nhận định là nàng ta mưu hại Triệu Tiệp Dư. Ngươi là đồ đê tiện yếu đuối vô liêm sỉ, hại chết Triệu Tiệp Dư nương nương, lại không dám thừa nhận, bây giờ còn muốn kéo mọi người cùng chết với ngươi. Trong ngày thường, mọi người đều đối đãi với ngươi không tệ, rốt cuộc là vì sao? Vì sao ngươi phải độc ác như vậy? Tịch Tuyết tỉ tỉ, ngươi đừng có nói vậy, ta không có. Triệu Thành đã hoàn toàn rối loạn lòng dạ. Ngươi còn chống chế, ngươi nói ngươi không có, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi không có? Tịch Tuyết lớn tiếng trách hỏi. Ngươi chính là oán hận Tiệp Dư nương nương từng mắng ngươi, cho nên cố ý hại chết nàng. Bởi vì lúc ấy ta và Tịch Mai giúp đỡ cho Tiệp Dư nương nương mắng ngươi, ngươi lại ghi hận ở trong lòng, ngay cả chúng ta cũng muốn hại chết, có phải thế không? Ngày đó ta thấy rành mạch ngươi vụng trộm nhanh nhẹn vào khố phòng, đứng yên ngửa chiếc hộp nhân sâm rất lâu, bỏ thêm độc mỹ nhân su vào trong nhân sâm, có phải thế hay không? Lúc ấy là canh ba giờ thìn, ngươi mặc một bộ cung trang màu xanh lá mạ, thêu hoa diên vĩ, cài châm hoa thực dược mạ vàng, có phải vậy không? Ta nói có chỗ nào sai không? Bị Tịch Tuyết chất vấn liên tiếp làm cho tay chân luống cuống, nghe được lời nói cuối cùng, Triệu Thanh không chút nghĩ ngợi liền hô khan vang lên. Không đúng, là ta đi vào nửa đêm ngày hôm qua, không phải canh ba giờ thìn, người vốn không có khả năng thấy ta mặc. Đột nhiên ý thức được mình nói cái gì, Triệu Thanh chợt ngừng miệng, hai tay che kín miệng, nhưng cũng không cách nào lấy lại lời mình thốt ra rồi. Hai tay Triệu Thanh chậm rãi buông xuống, vô lực tê liệt ngã xuống đất, khóc sống nghẹn ngào. Trận biến cố này tới thật sự quá mức đột nhiên, thế cho nên tất cả mọi người trong điện ngạc nhiên tại chỗ, thậm chí đến bây giờ vẫn không thể phản ứng lại. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mà khiếp sợ nhất trong đó không gì bằng Hoàng hậu và Trương Văn Uyển. Mắt thấy chứng cớ vô cùng xác thực, ngay cả Thái hậu cũng chỉ có thể biện giải, nhưng không cách nào chứng minh Bùi Nguyên Ca trong sạch. Mắt thấy Bùi Nguyên Ca sắp rơi vào tử tội, làm sao đột nhiên lại đảo ngược càn khôn? Bùi Nguyên Ca và Triệu Thanh hoàn toàn không có tiếp xúc, làm sao nàng có thể biết là Triệu Thanh hạ độc ở trong nhân sâm, mà lệnh cho Tịch Tuyết nhằm vào Triệu Thanh chất vấn ra chân tướng? Chẳng lẽ là đoán mò? Nhưng mà tại sao có thể đúng dịp như vậy? Bùi Nguyên Ca tất nhiên không phải là đoán mò lung tung. Bắt đầu từ lúc thấy thi thể Triệu Tiệp Dư, nàng đã phân tích cả sự kiện. Ban đầu chỉ có thể xác thực Triệu Tiệp Dư cũng không trúng độc bởi vì yến ảnh kim sơ, nhưng trừ lần đó ra lại càng không có nhiều tin tức và manh mối để vạch trần chân tướng. Nếu hoàng hậu không nói lời nào, tạm thời ngay lúc đó ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng không có cách nào chỉ trứng nàng. Nhưng hoàng hậu lại không chịu bỏ qua, để cho Ngọc Thanh xuất hiện nói trong nhân sâm có độc. Bùi Nguyên Ca lập tức ý thức được đó là một điểm đột phá. Trong nhân sâm tuyệt đối bị mọi người động tay động chân, cho nên hoàng hậu mới dám nói xấu hãm hại nàng như vậy. Như vậy cuối cùng là ai gian lận ở trong nhân sâm? Người này nhất định là nghe lệnh của hoàng hậu làm việc. Chỉ cần có thể tìm ra người này, chẳng những có thể rửa sạch oan ức của nàng, hơn nữa còn có thể chỉ thẳng mũi nhọn vào hoàng hậu. Tuy rằng Ngọc Thanh là tâm phúc của Thái hậu, lại là người của hoàng hậu, nhưng Bùi Nguyên Ca cho rằng người hạ độc cũng không phải là Ngọc Thanh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thái hậu thể nóng không thể dùng nhân sâm, nhưng thường xuyên lấy nhân sâm thử người, bởi vậy nhân sâm trong khố phòng Huyên Huy Cung cũng không phải số ít. Nếu trước đó không thể xác định Thái hậu sẽ ban nhân sâm nào cho Triệu Tiệp Dư, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không sai người hạ độc. Nếu không, ngộ nhỡ Thái hậu ban nhân sâm có độc cho người khác, vậy chẳng phải là sớm để lộ hố bẫy ư? Nhưng mà lúc Thái hậu xác định ban những nhân sâm đó cho Triệu Tiệp Dư, lúc muốn lấy nhân sâm cho Tịch Mai, lệnh nàng mang về Hàn Lộ Cung. Quá trình này xảy ra quá ngắn, muốn hạ độc cũng không dễ dàng. Hơn nữa Thái hậu là người rất cẩn thận, trước đó Bùi Nguyên Ca lại từng ám chỉ bà, nói có thể có người sẽ dựa vào mâu thuẫn của Thái hậu và Triệu Tiệp Dư ám hại Triệu Tiệp Dư, vụ oan giá họa cho Thái hậu. Bởi vậy Thái hậu nhất định có đề phòng với việc này, mà tuyết bộ ẩm thực thân mình lại là chỗ dễ dàng bị người ta gian lận nhất, cho nên mỗi lần ban thưởng gì đó đều qua lộ thái y kiểm nghiệm, lại từ Tịch Mai một mạch đến Hàn Lộ Cung. Nếu đi gian lận vào lúc này, nhất định sẽ bị lộ thái y kiểm tra ra, mà sau đó lại có lộ thái y cùng đi theo, muốn gian lận càng thêm không có khả năng. Cho nên độc dược trong nhân sâm cũng không phải bị thêm vào ở Huyên Huy Cung,
mà phải là ở Hàn Lộ Cung. Nói cách khác, trong Hàn Lộ Cung có người của Hoàng hậu. Cung nữ bên cạnh Triệu Thiệp Dư như đám người Tịch Mai Tịch Tuyết cùng vinh nhục với Triệu Thiệp Dư. Nếu Triệu Thiệp Dư có thể thuận lợi, sinh ra Long Duệ, thân phận nước lên thì thuyền lên, tương lai tiền đồ vô hạn, những cung nữ này cũng sẽ hả hê theo. Ngược lại, nếu Triệu Thiệp Dư chết đi, những cung nữ bên cạnh này cũng sẽ không thoát được tội thất trách, 8/9 phần 10 sẽ chôn cùng theo. Kết quả hoàn toàn tương phản, giống như cách biệt một trời một vực, bất kỳ người nào có đầu óc cũng sẽ không lựa chọn, biết rõ sẽ phải chết, còn muốn lựa chọn phía sau. Cho nên người hạ độc này sẽ không phải là cung nữ bên cạnh Triệu Thiệp Dư. Nhưng nếu là cung nữ vẩy nước quét nhà hoặc là thô sự thì lại càng không có khả năng tiến vào khố phòng hạ độc ở trong nhân sâm. Bởi vậy, người hạ độc này phải là người nằm giữa Tâm Phúc và cung nữ thô sơ. Bên cạnh Triệu Thiệp Dư, được Triệu Thiệp Dư khá tín nhiệm, có thể đi vào khố phòng, nhưng lại không phải là Tâm Phúc đặc biệt, sẽ không bởi vì cái chết của Triệu Thiệp Dư mà chôn cùng theo. Người như vậy cũng sẽ không có quá nhiều ở bất kỳ cung điện nào. Bùi Nguyên Ca từng hỏi Tịch Tuyết, biết được cung nữ thái giám có thể đi vào khố phòng đều ở tại đây, về đặc biệt chú ý bộ dáng cử chỉ của mọi người. Quả nhiên, ở giữa này bị nàng nhận ra vẻ mặt Triệu Thanh mặc bộ quần áo màu hồng khác thường, trong khi ở các cung nữ thái giám khác xung quanh đều có vẻ bi thống và sợ hãi, thì dường như còn có một chút khủng hoảng và chột dạ, ánh mắt nao núng, cũng không dám nhìn lại phía thi thể của Triệu Thiệp Dư. Nhưng cùng lúc, dường như nàng lại đặc biệt chú ý tình thế tiến triển, trong đôi mắt không che giấu được khẩn cầu và ước ao. Đương nhiên, chỉ những thứ này cũng không thể kết luận Triệu Thanh chính là người hạ độc. Vì thế, Bùi Nguyên Ca xin Vũ Hoàng Mặc hỗ trợ, dùng cây dọa khỉ đánh rắn động cỏ, cố ý góp lời với Hoàng thượng, yêu cầu chôn cùng toàn bộ cung nữ thái giám ở Hàn Lộ Cung. Nếu Triệu Thanh thật sự là người hạ độc, nàng đồng ý hạ độc ở trong nhân sâm, nói vậy chính là ôm hy vọng, bởi vì nàng không phải là cung nữ thiết thân, khả năng bị xử tử chôn cùng không lớn. Nếu đột nhiên trong lúc này hy vọng bị đánh nát, biết được mình cũng sẽ bị trừ khử theo, dưới đả kích đột ngột như vậy, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Quả nhiên, sau khi hoàng đế hạ lệnh, Triệu Thanh giống như người đập vỡ mộng, nói không lên lời, bối rối sợ hãi, còn có một chút hối hận, lập tức đôi mắt lại vòng lung tung chung quanh, dường như muốn xin ai đó giúp đỡ. Việc này càng làm cho Bùi Nguyên Ca xác định Triệu Thanh chính là người hạ độc, bởi vì nàng là bị người sai khiến, mà lúc trước người sai khiến nàng nhất định từng nói là nàng không phải là cung nữ thiếp thân, sẽ không bị xử tử linh tinh để an ủi nàng. Hiện tại đột nhiên có biến đổi, bị bóng ma tử vong bao phủ, theo bản năng tất nhiên sẽ cảm thấy bị người nọ lừa gạt, muốn lý luận hoặc là xin giúp đỡ, cho nên ánh mắt mới sẽ lén dao động lung tung, hoảng loạn không chịu nổi, vẻ mặt khác thường với những người khác. Xác định Triệu Thanh là người hạ độc, hơn nữa tâm thần đã lộn xộn, lúc này Bùi Nguyên Ca tin chắc chỉ về phía nàng. Mà trước đó Tịch Tuyết đã được Bùi Nguyên Ca dặn dò, chờ lát nữa thấy ngón tay của nàng chỉ tới người nào thì lập tức làm khó dễ với người đó, xác định là người đó hạ độc hại chết Triệu Thiệp Dư. Bởi vì tin tưởng với tài trí của Bùi Nguyên Ca, tuy rằng thấy người nọ là Triệu Thanh, Tịch Tuyết cũng không do dự, lập tức dựa theo Bùi Nguyên Ca dặn dò lên án Triệu Thanh trước mặt mọi người, không cho nàng ta có chút cơ hội thở dốc, cắn chết là nàng hạ độc. Vốn cho rằng tánh mạng không ngại, đột nhiên lại bị Vũ Hoàng Mặc góp mấy lời quấy rối, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Triệu Thanh vốn đã khủng hoảng, nhưng vào đúng lúc này đột nhiên lại bị Tịch Tuyết chỉ đích danh, nói nàng mưu hại Triệu Thiệp Dư. Vốn đã chột dạ, nàng nhất định sẽ cho rằng bị Tịch Tuyết nhìn thấu, tâm tình càng thêm khẩn trương. Hơn nữa bị Tịch Tuyết lên án dẫn đường, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người Triệu Thanh, điều này vốn làm cho nàng ta đã bối rối lại càng trở nên khủng hoảng, thần kinh càng thêm căng thẳng, căng thành một sợi dây. Mà Bùi Nguyên Ca mong muốn chính là làm cho thần kinh nàng ta kéo căng, không có thời gian để suy tư. Tịch Tuyết vừa mới bắt đầu lên án đều là bỗng dưng mà tới, chỉ cắn chết là Triệu Thanh hạ độc, còn nói Triệu Thanh và Triệu Thiệp Dư có mâu thuẫn, có động cơ hạ độc, bởi vì không có căn cứ mà chỉ Triệu Thanh không thể biện bạch, chỉ có thể tái nhợt nói không phải là nàng, không thể biện giải. Nàng vốn đã có tật giật mình, lúc này nhất định càng cảm thấy biện giải yếu ớt như vậy, không đủ lấy được tin tưởng của mọi người, lại ngược lại làm cho người ta càng thêm hoài nghi. Trong lòng nhất định chứa tràn đầy đều nghĩ làm sao để phản bác được Tịch Tuyết, không lo được cái khác. Mà vào lúc này Tịch Tuyết đột nhiên lại cho nàng cơ hội nói ra sai lầm thời gian và quần áo,
Thần kinh căng thẳng của Triệu Thanh đã bị Tịch Tuyết ép hỏi làm cho đầu óc trống rỗng, chỉ muốn biện giải. Lúc này đột nhiên có cơ hội phản bác Tịch Tuyết, khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi nói ra chân tướng, do đó chứng minh lời Tịch Tuyết nói là sai. Mà Bùi Nguyên Ca muốn chính là một câu như vậy của nàng ta. Đây là một màn tâm lý chiến đầy đủ, phải chăm chú ba từ khóa nhanh, chuẩn, phải ở trong chốc lát đã ép tới hỏi ra chân tướng từ trong miệng của Triệu Thanh. Không thể cho bất kỳ kẻ nào bao gồm Hoàng hậu và Trương Văn Uyển có cơ hội hoàn hồn ở bên trong. Biểu hiện của Tịch Tuyết cực kỳ hoàn mỹ, từng bước ép sát, quả nhiên dụ ra chân tướng từ trong miệng của Triệu Thanh, nháy mắt đã xoay chuyển càn khôn. Thậm chí, mãi cho tới khi Triệu Thanh nói ra câu kia, chỉ sợ còn có rất nhiều người cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Quá trình đảo ngược này đặc biệt ngắn ngủi, nhưng chính vì ngắn ngủi, nháy mắt điên đảo càn khôn, chuyển bại thành thắng, thế này mới càng làm cho người ta cảm thấy rung động. Rất lâu sau đó, trong tẩm thiện đều hoàn toàn yên tĩnh. Rõ ràng vừa rồi lời của Ngọc Thanh chuẩn xác làm chứng, nói là Bùi Nguyên Ca bỏ độc trong nhân sâm Thái hậu ban cho, mưu hại Triệu Tiệp Dư. Hơn nữa, vừa mới từ trong nhân sâm nghiệm ra độc dược, cùng loại với tình trạng cái chết của Triệu Tiệp Dư. Mắt thấy nhân chứng vật chứng đều ở đây, chỉ sợ Bùi Nguyên Ca khó có thể thoát tội. Lúc này, Thái hậu và Hoàng hậu đang tranh chấp không ngớt. Sao chỉ chớp mắt, không có dấu hiệu nào, cung nữ Hàn Lộ Cung lại bắt đầu nội chiến. Vậy mà giữa tranh chấp này, Triệu Thanh lại thốt ra là nàng ta bỏ độc dược ở trong nhân sâm. Nếu là Triệu Thanh, vậy thì không có quan hệ với Bùi Nguyên Ca. Vừa rồi tranh chấp của Tịch Tuyết và Triệu Thanh, mọi người đều đã nghe vào tai. Triệu Thanh thốt ra, nói mình chuẩn êm đi vào lúc nửa đêm, bỏ độc ở trong nhân sâm. Vô duyên vô cớ, Triệu Thanh tuyệt đối sẽ không nói lung tung lời như vậy. Hiển nhiên người bỏ độc ở trong nhân sâm chính là nàng, mà Ngọc Thanh của Huyên Huy Cung lại là đang nói xấu hãm hại. Nhưng làm sao Tịch Tuyết lại có thể biết là Triệu Thanh bỏ độc chứ? Nhìn bộ dáng Bùi Nguyên Ca sớm đã chuẩn bị lời nói cầu tình cho Tịch Tuyết, chẳng lẽ nói hết thảy việc này đều là do Bùi Nguyên Ca sắp xếp? Nhưng mà làm sao Bùi Nguyên Ca lại biết là Triệu Thanh bỏ độc ở trong nhân sâm chứ? Chính là ngay cả Thái hậu khôn khéo trong lúc nhất thời cũng không suy đoán ra được nguyên do. Tâm thần của bà đều ở trên người của Hoàng hậu và Bùi Nguyên Ca, hoàn toàn không chú ý tới cung nữ Hàn Lộ Cung chung quanh. Thấy Nguyên Ca quả nhiên ép hỏi ra chân tướng, nếu Triệu Thanh thừa nhận bỏ độc, vậy trước đó Ngọc Thanh lên án sẽ tan thành mây khói tất cả. Hiểm nghi của Nguyên Ca hoàn toàn được rửa sạch, Vũ Hoàng Mặc cực kỳ hân hoan, trong đôi mắt trong suốt phát sáng, trong ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca lộ vẻ tán thưởng và ý vui sướng. Chính là ngay cả hoàng đế cũng không ngờ biến cố sẽ đến đột nhiên như vậy, trong lúc nhất thời chưa bình tĩnh nổi. Đột nhiên, một giọng nữ lanh lảnh vang lên, đánh vỡ yên lặng. Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng quỳ xuống về phía hoàng đế nói: "Hoàng thượng, ngài cũng nghe được lời nói của Triệu Thanh vừa rồi, độc dược trong nhân sâm là do nàng ta bỏ, đều không phải là tiểu nữ, càng không có quan hệ với Thái hậu nương nương, kính xin hoàng thượng minh xét. Mặt khác, nếu không khó, Tịch Tuyết cô nương tỉnh táo, thiết kế ép hỏi ra chân tướng, vạch trần bộ mặt thật của Triệu Thanh, chỉ sợ Triệu Tiệp Dư nương nương vẫn đang phải làm hàm oan không rõ, kính xin hoàng thượng niệm ở trên phần nàng có công, tha thứ tội thất trách của nàng." Nàng cũng không lo lắng hoàng thượng không chịu tha thứ cho Tịch Tuyết. Với hoàng thượng mà nói, chuyện thật sự quan trọng là có thể đả kích hoàng hậu, suy yếu Diệp thị hay không. Tịch Tuyết và Trần Triệu Thanh rửa sạch oan khuất của Bùi Nguyên Ca nàng, mà nếu có thể thông qua Triệu Thanh để vạch trần ra hoàng hậu, vậy thì Tịch Tuyết sẽ lập công lớn. Đối với sống chết của một cung nữ, từ trước tới giờ hoàng thượng sẽ không để ý, tha cho tính mạng của nàng chỉ là việc rất nhỏ. Vì lời của nàng thức tỉnh, hoàng đế còn có chút hỗn loạn, theo bản năng gật đầu nói: "Chuẩn." Rốt cuộc chiếm được những lời này của hoàng đế, Tịch Tuyết khẽ thở ra, biết cái mạng này của mình xem như đã bảo vệ được rồi. Trong lúc nhất thời giống như là mệt lả vô lực, áo đơn mùa hè mỏng manh nhất thời bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Theo bản năng quay đầu nhìn Bùi Nguyên Ca, thấy nàng nhìn mình khẽ gật đầu, trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Tiệp Dư nương nương và hoàng hậu hai lần đặt bẫy tinh vi đều bị nàng đánh tan thành mây khói, nhanh chóng bứt ra từ trong cạm bẫy, nhất là quá trình bắt ra Triệu Thanh trước đó. Người ở bên cạnh nhìn biến cố như vậy đã khá là rung động, nhưng làm người cầm đầu sống còn, không ai càng có thể hiểu biết hung hiểm ở giữa việc này so với nàng. Hơi bất cẩn một tí, nàng và Bùi tứ tiểu thư đều có thể sẽ vạn kiếp bất phục.
Ở trong loại thời cơ quan trọng này, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nàng đã sớm bối rối không biết làm sao, vẫn luôn là trạng thái ngu si giật mình. Nhưng Bùi Tứ tiểu thư lại có thể trầm tĩnh như thế, ở trong thời gian ngắn như vậy, phân tích rõ ràng tất cả sự kiện, tỉ mỉ chính xác tìm ra được Triệu Thanh bỏ độc, cũng thiết kế dẫn dụ ra chân tướng, phần trầm ổn sâu sắc, tâm tư nhanh nhạy, thật là làm cho người ta thán phục. Tiệp Dư nương nương căn bản không phải là đối thủ của nàng. Có lẽ ngay từ đầu thì Tiệp Dư nương nương không nên đối địch với nàng. Hoàng hậu coi Tiệp Dư nương nương là cái đinh trong mắt, xem Bùi Tứ tiểu thư là cái gai trong thịt. Có lẽ Tiệp Dư nương nương có thể bắt tay với Bùi Tứ tiểu thư cùng nhau đối phó với hoàng hậu. Tịch Tuyết bỗng nhiên nhớ tới trước khi Bùi Tứ tiểu thư làm yến ảnh Kim Sơ từng nói câu kia với Triệu Tiệp Dư, rõ ràng chứng tỏ nàng cũng không định có địch ý với Triệu Tiệp Dư. Hiện tại nhớ tới, có phải vào lúc đó Bùi Tứ tiểu thư đã đoán trước được kết cục của Triệu Tiệp Dư nương nương? Đó là lời khuyên cuối cùng hoặc là nói cảnh cáo hay không? Đáng tiếc Tiệp Dư nương nương không chịu tin tưởng Bùi Tứ tiểu thư. Kết quả hiện giờ nói cái gì cũng đều đã muộn. Tịch Tuyết ảm đạm cúi đầu, Tiệp Dư nương nương đã chết. Tuy rằng nàng bảo vệ được tính mạng, nhưng kết cục như thế nào còn chưa biết được. Hết thảy đều đã quá trễ, quá muộn rồi. Vì đối thoại của Bùi Nguyên Ca và Hoàng đế bừng tỉnh, rốt cuộc mọi người cũng dần dần phục hồi tinh thần, đều tụ tập ánh mắt ở trên người Triệu Thanh đang nằm sắp khóc giống. Mới vừa rồi, Triệu Thanh này đã thừa nhận bỏ độc ở trong nhân sâm. Với thân phận cung nữ Hàn Lộ Cung của nàng ta, không có khả năng vô duyên vô cớ lại đi mưu hại Triệu Tiệp Dư, tự hủy tương lai. Nhất định là có người xúi giục ở phía sau, chỉ cần có thể cậy miệng Triệu Thanh, có thể tìm ra hung thủ thật sự mưu hại Triệu Tiệp Dư. Người này rốt cuộc là ai? Hầu như tất cả mọi người theo bản năng nhìn lại phía hoàng hậu. Vừa rồi hoàng hậu lệnh Ngọc Thanh đi ra làm chứng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bảo là Bùi Nguyên Ca bỏ độc, thật sự quá mức khả nghi. Chỉ sợ cũng là người phía sau màn sai khiến Triệu Thanh mưu hại Triệu Tiệp Dư, mưu hại Cung Tầm và Long Duệ, lại ý đồ giá họa cho Bùi Tứ tiểu thư, thêm dính dáng đến Thái Hậu. Tội như vậy lại ầm ĩ mọi người đều biết, cho dù là hoàng hậu cũng không có khả năng thoát tội. Chỉ cần Triệu Thanh chỉ chứng, chuyện này cơ bản đã chắc chắn. Cho dù có Diệp Thị làm hậu thuẫn, vị trí hoàng hậu này cũng là tràn ngập nguy cơ. Nếu là phế hậu, thế lực hậu cung sẽ phải thanh tẩy một lần nữa. Ai cũng biết Triệu Thanh này là mấu chốt, sớm có thị vệ đại nội ở dưới gia hiệu của hoàng đế đứng thẳng ở bên cạnh Triệu Thanh, đề phòng có người đột nhiên giở trò độc ác giết người diệt khẩu. Hoàng đế lạnh lùng chăm chú nhìn Triệu Thanh hỏi: "Ngươi có lời gì để nói?" "Nô tỳ..." Triệu Thanh chỉ là mở đầu thì lại đau khóc không ngừng, hiển nhiên là biết mình tuyệt đối không có may mắn. "Nói như vậy, thật sự là ngươi bỏ độc ở trong nhân sâm, mưu hại Triệu Thiệp Dư?" Ánh mắt hoàng đế âm u lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thanh nói: "Ngươi đừng tưởng rằng chắc chắn phải chết thì ngậm miệng không nói ở nơi này. Trẫm nói cho ngươi, chết cũng chia rất nhiều loại, phản chủ hại chủ, mưu hại Cung Tần và Long Duệ. Với tội của ngươi cho dù ngàn đao bầm thây, ngũ mã phanh thây cũng không tính là quá đáng. Nếu ngươi chịu thành thật đàng hoàng công khai, trẫm sẽ cho ngươi cái chết thống khoái, giữ cho ngươi toàn thây. Nói cách khác, trước khi chết, trẫm sẽ để cho ngươi nếm hết cực hình trong trần gian trước. Ngươi cẩn thận cân nhắc rõ ràng." Triệu Thanh dùng mình một cái, cắn cắn môi khóc nói: "Nô tỳ nói, nô tỳ đều nói." "Rốt cuộc là ai sai khiến ngươi?" hoàng đế chậm rãi hỏi. Chương 149: Phá bẫy, chân tướng năm đó, phần 3. Vào lúc ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Triệu Thanh, Bùi Nguyên Ca cũng nhìn chằm chằm hoàng hậu và Trương Văn Uyển, thấy trên mặt các nàng chỉ có vẻ tức giận nhưng không có sợ hãi kinh hoàng, trong lòng nhất thời có loại dự cảm chỉ sợ không dễ dàng bắt được hoàng hậu như vậy. "Nô tỳ cũng không biết xúi giục phía sau màn rốt cuộc là ai, nô tỳ chỉ biết là thái giám liên hệ nô tỳ kia tự xưng là họ Kim, gọi là Kim Thành Tường, hắn tìm đến nô tỳ, bảo nô tỳ hạ độc ở trong nhân sâm thái hậu nương nương ban cho, độc dược cũng là hắn giao cho nô tỳ." Triệu Thanh nước mắt đầy mặt nói: "Nô tỳ vốn là không muốn, tuy rằng Tiệp Dư nương nương đối đãi nô tỳ không được tốt lắm, nhưng cũng không tính là kém. Nhưng mà Kim công công nói nếu nô tỳ không làm, hắn có biện pháp làm cho nô tỳ chết đi im hơi lặng tiếng, không kinh động bất kỳ kẻ nào. Tiếp theo nô tỳ cẩn thận làm việc lại liên tục gặp phải hung hiểm, vài lần suýt chút nữa ngoài ý muốn chết đi. Kim công công nói đây là hắn xuống tay nể tình,
Nếu nô tỳ không biết phân biệt nữa thì... Hắn còn nói, nô tỳ không phải cung nữ bên người Tiệp Dư nương nương. Sau khi Tiệp Dư nương nương gặp chuyện không may, nô tỳ cũng sẽ không tuẫn táng theo. Hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho nô tỳ xuất cung, lại cho nô tỳ một số tiền lớn để cho nô tỳ có thể sống yên ổn. Nói xong, Triệu Thành không ngừng dập đầu. Hoàng thượng, thật sự là hắn uy hiếp nô tỳ cũng là bị uy hiếp, bắt buộc phải như thế. Đồ vô liêm sỉ này. Chỉ vì cái này, người đã hạ độc ở trong nhân sâm hại chết Tiệp Dư nương nương, cũng hại thảm những tỷ muội chúng ta giết ngươi. Bên cạnh, Tịch Mai nghe được như thế, vẻ mặt phẫn hận, trong đôi mắt gần như sắp bốc ra lửa, xông lên quả thực muốn bầm thây vạn đoạn Triệu Thanh. Nàng gửi gắm tất cả tiền đồ và hy vọng ở trên người Triệu Tiệp Dư, hiện tại hoàn toàn tan thành mây khói, tánh mạng còn treo ở đỉnh đầu, làm sao có thể không hận. Thị vệ bên cạnh vội vàng ngăn cản, nhưng chỉ chậm trễ một lát, hình dáng của Triệu Thanh đã bừa bộn chật vật không chịu nổi. Quý nhân ở đây căn bản không có lòng dạ để ý tới thị phi, giữa các cung nữ các nàng đều đang trầm tư vị kim công công kim thành tường này là thần thánh phương nào. Những người này đều biết thái giám tâm phúc trong cung hoàng hậu dường như cũng không có người họ kim, thậm chí trong huyên huy cung của thái hậu cũng không có người họ kim nhỉ. Có thể đến liên hệ Triệu Thanh, sai khiến nàng ta hạ độc ở trong nhân sâm, tất nhiên là tâm phúc của một vị quý nhân nào đó. Vậy không phải là không có tiếng tăm gì, nhưng mặc cho người tìm tòi như thế nào cũng không nghĩ ra cung điện nào có thái giám tâm phúc gọi là kim thành tường. Nhìn bản cung làm gì? Hoàng hậu cười lạnh. Trong cung điện của bản cung cũng không có người kêu là kim thành tường. Vậy thái giám tự xưng là kim thành tường kia cũng chưa chắc đã là tên thật. Với cách nhìn của ai ra, nếu để cung nữ kêu Triệu Thanh này đến các cung đi nhận mặt một chút mới đúng. Hung thủ này thật sự rất càn rỡ, mưu hại Triệu Tiệp Dư và Long Duệ, lại ý đồ giá họa cho Nguyên Ca và Ai Gia, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, không thể dễ dàng tha thứ. Thái hậu liếc mắt nhìn hoàng hậu, lạnh lùng thốt ra, chuyện này thật sự rất kỳ quái, tính khả thi là hoàng hậu vu oan hãm hại rất lớn, nếu không phải Nguyên Ca đủ tỉnh táo tìm ra người bỏ độc ở trong nhân sâm thì ngay cả thái hậu bà cũng phải dính tanh cả người, đáng chết. Triệu Thanh, người ngẫm lại cẩn thận một lần nữa. Kim thái giám kia có từng nói thân phận của mình, hoặc là trong lời nói với ngươi có từng nhắc tới để lộ ra chút gì hay không? Vẻ mặt Trương Văn Uyển trầm tĩnh nói, trên vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vẻ thân thiết. Tuy rằng nói ngươi là bị người lợi dụng, nhưng dù sao cái chết của Triệu Tiệp Dư có liên quan với ngươi. Cho dù xem ở trên phần tình ngày xưa, Triệu Tiệp Dư đối đãi ngươi, người ngẫm lại cẩn thận, cố gắng tìm ra manh mối. Tìm được hung thủ phía sau màn, coi như là cố một chút tâm sức cho Triệu Thiệp Dư, miễn cho Triệu Thiệp Dư chết rồi cũng không nhắm mắt. Hoàng thượng, ngài thấy thần thiếp nói có đúng hay không? Nói xong, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hoàng đế, mang theo sợ hãi lấy lòng và mềm mại đáng yêu. Xem tình hình, dường như là Trương Văn Uyển muốn thừa cơ biểu hiện trước mặt hoàng đế, nhưng bởi vì người nói chuyện là Trương Văn Uyển, Bùi Nguyên Ca lại cảm thấy rất kỳ quái. Nàng tin chắc người lập mưu hại Triệu Tiệp Dư là hoàng hậu, Trương Văn Uyển và hoàng hậu là một nhóm. Hiện tại Triệu Thanh không biết thân phận Kim Công Công kia, đối với các nàng mà nói là đang có lợi. Vì sao nàng ta lại phải nhắc nhở Triệu Thanh? Cuối cùng là có lòng tin không lộ ra chút sơ hở. Triệu Thanh không có khả năng tìm ra thân phận Kim Công Công kia, cho nên mới khoe mẽ lấy lòng ở trước mặt hoàng thượng đây. Hay là nói, các nàng vốn đã bố trí kỹ càng đường lui và cạm bẫy, lúc này là đang cố ý hướng dẫn Triệu Thanh đi tới trên con đường mà các nàng đã sắp xếp. Nếu là phía sau, chẳng lẽ truy xét Kim Công Công này cuối cùng còn có thể đuổi tới Huyền Huy Cung hoặc là tới trên người nàng sao? Bùi Nguyên Ca hơi suy tư thêm, biến phủ định này thành tính khả năng. Tuy rằng hoàng hậu ngu dốt lỗ mãng, nhưng Trương Văn Uyển rất có đầu óc. Hiện tại là Bùi Nguyên Ca nàng tóm Triệu Thanh đi ra. Nếu cuối cùng lượn xoay vòng lại dây dưa tới trên người của nàng, dù ai đều là cảm thấy khả nghi. Nói vậy, Trương Văn Uyển và hoàng hậu đã sớm bố trí xong đường lui sao? Triệu Thanh suy tư, bỗng nhiên a một tiếng, dường như nhớ tới cái gì đó. Ánh mắt mọi người lại chăm chú ở trên người của nàng ta, nghiêm túc nín thở, chờ lời kế tiếp của nàng. Ai có thể nghĩ đến mỗi một câu của cung nữ không đáng chú ý ở Hàn Lỗ Cung này đều sẽ có thể ảnh hưởng tới toàn bộ hướng đi bấp bênh ngày sau của hoàng hậu. Cho tới bây giờ, Kim Công Công chưa từng nói chủ tử của hắn là ai, nhưng mà lần hắn cho nô tỳ độc dược đó, lúc gần đi không cẩn thận rớt một miếng ngọc bội,
Nhưng không nhận ra, đã bước đi rồi, Lục Tỳ thấy miếng ngọc bội kia dường như rất chân quý, bèn lén lút cất đi, nghĩ có lẽ sau này có thể có tác dụng. Triệu Thanh run rẩy nói xong, lấy ra một tấm ngọc bội từ trong túi tay áo, hai tay dâng lên. Đó là một tấm ngọc bội xanh, điêu khắc thành hoa văn mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được thân rồng bay lên giữa mây mù, như ẩn như hiện, chạm trổ vô cùng tinh xảo, hàm ý lâu đời, hiển nhiên là xuất từ tay của danh gia. Tuy rằng nói đế là rồng, hậu là phượng, nhưng ở vương triều đại hạ, rồng phượng vẫn được cho là vật cát tường tôn quý, cho dù trang sức dân gian cũng thường xuyên chạm trổ rồng phượng, cũng không phải là người trong hoàng thất mới có thể đặc biệt sử dụng. Có điều hoa văn rồng của dân gian nhiều nhất chỉ có thể có 3 vuốt, đuôi phượng nhiều nhất chỉ có thể có 4 lông vũ, nếu không thì đó là đi quá giới hạn. Miếng ngọc bội vuốt rồng ẩn thân giữa mây mù này căn bản không thấy rõ lắm, cũng không cách nào phán đoán được mọi người hoàng thất mới có thể có được hay không. Nhìn đến tấm ngọc bội kia, Vũ Hoàng Mạc đột nhiên ồ một tiếng, kinh ngạc hô ra tiếng. Trong lòng Liễu Quý Phi nhảy dựng, vì sao Mặc Nhiên lại đột nhiên lên tiếng? Chẳng lẽ ngọc bội này có liên quan với hắn? Trước mắt ngọc bội này nhắm vào hung thủ mưu hại Triệu Tiệp Dư, chẳng lẽ nói hoàng hậu là muốn đổ tội lên trên người Mặc Nhi? Mới vừa rồi Bùi Nguyên Ca luân phiên gặp nạn, cũng may mà có thể chuyển nguy thành an, nếu thay đổi là Mặc Nhi, nhưng lại chưa chắc có thể rửa sạch oan khuất. Nếu bởi vì bị hoàng thượng nghi ngờ, vậy coi như không ổn. Mặc Nhi cũng vậy, cho dù ngọc bội kia có liên quan với hắn, cũng không nên thiếu kiên nhẫn như thế. Kinh hồ ra tiếng, đây không rõ là chọc cho người chú ý hay sao? Mặc Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Liệu Quý Phi dịu dàng nói, ánh mắt ám chỉ. Vũ Hoàng Mặc hiểu được lo lắng của bà, khẽ lắc đầu, lúc này mới nói với hoàng đế. Phụ hoàng, Nhi thần thấy miếng ngọc bội này dường như có chút giống với miếng long ẩn bội mà 10 năm trước phụ hoàng ban cho đám Nhi thần. Nhi thần nhớ rõ, lúc ấy phụ hoàng nói, rồng ẩn mây mù trên miếng ngọc bội này ngầm mà không lộ, đúng là phong cách quý phái, cho nên ban cho đám Nhi thần, hy vọng Nhi thần có thể coi đây là cảnh cáo, làm việc cẩn thận. Nhi thần nhớ rõ, lúc ấy Nhi thần với các vị huynh trưởng đều có một miếng, chỉ là không biết làm sao khối long ẩn bội này lại có thể ở trong tay của một tên thái giám. Người đúng là nhớ rõ lời của trẫm nói, sao làm việc vẫn là hoang đường như thế hả? Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, tuy là trách cứ nhưng ẩn ẩn lại lộ ra vẻ tán thưởng và vui sướng nhàn nhạt, hiển nhiên là cảm thấy vui mừng vì Vũ Hoàng Mặc có thể nhớ rõ lời hắn nói trước kia lâu như vậy. Vũ Hoàng Mặc le lưỡi cũng không nói tiếp. Hoàng hậu không ngờ Vũ Hoàng Mặc lại có thể thừa cơ hội này lấy lòng ở trước mặt hoàng đế, trong lòng u ám vô cùng, không nhịn được nói, một khi đã là như vậy, vậy long ẩn bội của Cửu Điện Hạ này đang ở đâu? Đa tạ mẫu hậu quan tâm, long ẩn bội của Nhi thần luôn mang theo bên người, ký khắc theo phụ hoàng dạy bảo không dám quên. Vũ Hoàng Mặc không hề để ý, nhún nhún vai, dường như không nghe ra ý trong lời nói của hoàng hậu, lấy ra một tấm ngọc bội xanh từ trong ống tay áo, quả nhiên cũng là rồng mây ẩn mù, hoa văn chạm trổ đều giống nhau như đúc với ngọc bội Triệu Thanh dâng lên. Có điều không biết Ngũ Hoàng huynh có không cẩn thận rơi tấm ngọc bội này xuống nơi nào, bị người nhặt được, dùng để vu oan hãm hại Ngũ Hoàng huynh hay không? Vậy thì coi như nguy rồi. Ngươi luôn cảm thấy lời hắn nói mang ý sâu xa, lông mày của hoàng hậu không nhịn được nhíu chặt, âm thầm cắn răng. Người đâu? Đến Hạ Chiêu Cung tuyên chỉ cho Chiết Nhi. Cứ nói chậm nhớ tới lúc trước ban cho hắn long ẩn bội, muốn mang tới thưởng thức, lệnh hắn đưa long ẩn bội tới đây. Hoàng đế không để ý tới mũi nhọn trong lời nói của bọn họ, trực tiếp hạ chỉ, vẻ mặt âm trầm, không thấy vui giận lại càng khiến cho người ta lo lắng. Nghe nói chuyện dính líu quan hệ tới Vũ Hoàng Chiết, thái hậu cũng là ngẩn ra, trợn mắt nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu này sẽ không ngu đến mức cũng kéo Chiết Nhi xuống nước chứ? Chiết Nhi lại là hy vọng và chỗ dựa vào lớn nhất của Diệp thị, nếu có sơ suất gì, tiền đồ của Diệp thị sẽ hoàn toàn xong đời. Tuy rằng là hoàng hậu ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là mẹ đẻ của Chiết Nhi, Chiết Nhi cũng là chỗ dựa lớn nhất của nàng, nàng sẽ không ngu xuẩn đến tình cảnh như vậy chứ? Không biết lúc này hoàng hậu đã âm thầm tức giận ở trong lòng, không ngờ miếng ngọc bội hình rồng không đáng chú ý như vậy lại còn là thứ hoàng đế ban cho đám hoàng tử. Trước đây bản thân chỉ hy vọng Chiết Nhi không biết nguyên nhân vì sao ngoài ý muốn đã đánh mất miếng ngọc bội này mới tốt. Nói cách khác, cuối cùng là phiền phức.
Qua một lúc lâu, thái giám đi tuyên chỉ mới dẫn theo thị vệ đại nội trở về phụng mệnh nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, khi nô tài đến hạ chiêu cung, ngũ điện hạ cũng không ở trong cung, nghe nói là có việc sáng sớm đã xuất cung rồi. Sau khi nô tài tuyên ý chỉ của hoàng thượng, qua nữ quan Lục Yến cô nương của hạ chiêu cung tìm kiếm, tìm ra long ẩn bội của ngũ điện hạ, nô tài vừa mang theo ngọc bội đã trở về phụng chỉ." Nói xong, hai tay dâng lên, quả nhiên cũng là một tấm long bội giống nhau như đúc. Lúc này thái hậu và hoàng hậu mới yên tâm, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kỳ quái như thế, long ẩn bội là hoàng đế ban cho đám hoàng tử, lúc ấy ít nhất chính là 9 hoàng tử, hoàng tử còn lại còn chưa sinh ra đời. Hiện tại long ẩn bội của cửu hoàng tử và ngũ hoàng tử đều ở đây, long ẩn bội trong tay Triệu Thanh lại là từ đâu mà có? Đột nhiên dường như có người nhớ tới cái gì, Trần Phi nghi ngờ hỏi: "Vừa rồi không phải ngũ điện hạ, lại cũng không phải là cửu điện hạ, chẳng lẽ nói tấm long ẩn bội này là của Lục điện hạ?" Lời vừa nói ra, mọi người đều giật mình. Lục điện hạ chính là do Đức Phi sinh. Đáng tiếc Đức Phi sinh ra Lục điện hạ không bao lâu thì buông tay nhân gian. Lục điện hạ lại là trời sinh thân thể nhiều bệnh, bắt đầu từ khi sinh ra thì chưa từng đứt đoạn uống thuốc. Thái y sớm có chắc chắn, nói vị Lục điện hạ này sống không được bao lâu, chỉ là lấy chén thuốc treo mệnh mà thôi. Một ma ốm đoản mệnh như vậy, từ khi sinh ra đến bây giờ đều du rú ở trong cung điện dưỡng bệnh, chưa bao giờ ló mặt, giống như người ẩn hình. Đến ngay cả người nhà mẹ đẻ Đức Phi đã suy bại, chỉ sợ cũng quên mất hắn, chớ nói chi tới những phi thần trong cung này. Bởi vậy trong chốc lát, đúng là không ai nghĩ tới giữa cửu điện hạ và ngũ điện hạ lại còn có một vị lục điện hạ. Tấm long ẩn bội này là hoàng đế ban cho các hoàng tử. Lúc ấy, các hoàng tử tồn tại cũng chỉ có ngũ điện hạ, lục điện hạ và cửu điện hạ. Hiện tại long ẩn bội của ngũ điện hạ và cửu điện hạ đều đã ở đây, dường như thứ này nên chính là của lục điện hạ. Mọi người đều tự suy tư, cảm thấy khá giật mình đối với loại kết quả này, nhưng dường như cũng là nằm trong sự dự liệu. Người đâu? Đến cung điện của lục điện hạ đi, tuyên lục điện hạ lại đây. Mày của hoàng đế nhíu chặt, mở miệng nói, bởi vì thân thể suy yếu, lục điện hạ vẫn luôn dưỡng bệnh. Hiện tại, hoàng thượng lại trực tiếp tuyên lục điện hạ ốm yếu đến đáp lời. Nếu không hề quan tâm thân thể của hắn chút nào, thoạt nhìn cũng là nghi ngờ là vị lục điện hạ này mưu hại Triệu Tiệp Dư, thế này mới không khách khí như vậy. Hoàng hậu âm thầm nghĩ, trong lòng hoàn toàn yên ổn. Bùi Nguyên Ca lại là im lặng không lên tiếng, yên lặng xem xét biến đổi. Không bao lâu, lục điện hạ phụng chiếu mà tới. Vị lục điện hạ này dưỡng bệnh hàng năm, ẩn cư ở bên trong cung điện, ngay cả loại ngày hội, ngày chúc đều cũng rất ít lộ diện, chỉ là phái người đưa lên quà tặng không đáng chú ý. Bởi vậy, mặc dù là phi tần trong cung cũng không có ấn tượng gì với hắn. Lúc này chỉ thấy hắn mặc quần áo xanh đen, nhưng thật ra mặt mày rất tuấn tú, có điều sắc mặt quá mức tái nhợt, gần như là trong suốt, có thể nhìn rõ ràng đến mạch máu màu xanh nhạt, ngay cả màu môi cũng là một mảnh nhàn nhạt, không có chút màu máu. Màu da tái nhợt, tóc đen như mực, quần áo xanh đen, cả người từ đầu tới cuối chỉ có hai màu trắng đen, có vẻ đặc biệt hư vô mờ ảo, dường như là gió thổi qua cũng có thể thổi hắn tan vào trong không khí. Lục điện hạ cố nén ho khan, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nói: "Nhị thần khấu kiến phụ hoàng, không biết phụ hoàng có chuyện gì tuyên triệu nhi thần tới." Giọng nói vô cùng nhạt nhòa suy yếu, như khói như sương. Bản thân hoàng đế cũng có rất nhiều năm không gặp đứa con ốm yếu này, trong lúc nhất thời gần như ngay cả tên của hắn cũng không nhớ ra. Ở trong đầu tìm tòi một lúc lâu sau mới hỏi: "Hãn nhi, trẫm từng ban cho huynh đệ các ngươi mỗi người một miếng long ẩn bội, ngươi còn nhớ rõ?" Chỉ trong chốc lát này, lục điện hạ Vũ Hoàng Vãn đã khó có thể nhẫn nại kích động ho khan, nhưng lúc này người khác đều là sắc mặt đỏ bừng, hắn lại hoàn toàn là trắng bệch, càng có vẻ bệnh cốt rời rạc, tái nhợt tiểu tụy, thở dốc không ngừng. Thứ phụ hoàng và mẫu hậu với hoàng tổ mẫu ban cho vô cùng chân quý, nhi thần đều nhớ rõ mỗi một dạng. Long ẩn bội theo như lời phụ hoàng thực là miếng ngọc bội xanh 10 năm trước đã ban cho nhi thần kia sao? Nói xong đã không kiềm chế được, bắt đầu ách tiếng ho khan, nói mấy câu ngắn ngủi, nhân tiện nói hết lòng chua xót bi thương của vị lục điện hạ này. Thần là hoàng tử, quần áo với các loại chi phí mỗi quý tiết ban cho đều là lệ thường. Hoàng đế, hoàng hậu và thái hậu đã muốn các phi tần
cũng thường xuống sự vật. Đối với hoàng tử khác mà nói, đã nhìn mãi quen mắt, đã sớm không để ở trong lòng. Nhưng đối với vị lục điện hạ không người hỏi thăm này mà nói, đều là vô cùng chân quý. Mỗi một dạng ban cho đều nhớ rõ, có thể thấy được tình cảnh của hắn có thê lương lạnh lẽo cỡ nào. Chính là miếng lòng ẩn bội kia. Đôi mắt hoàng đế dường như cũng xẹt qua một chút dầu dĩ, lập tức trôi đi nói, lòng ẩn bội của người vẫn còn chứ, có thể cho trẫm nhìn một cái hay không? Hồi phụ hoàng, nhi thần ốm đau liệt giường hàng năm, trong cung tất cả mọi người là kim công công hầu hạ bên người nhi thần cai quản toàn bộ. Bởi vì miếng lòng ẩn bội này, nhi thần thường xuyên mang theo bên người, bởi vậy thuận tiện làm tín vật giao cho kim công công để hắn thay nhi thần xử lý các loại sự vụ. Bởi vậy nay tấm lòng ẩn bội này không ở trên người của nhi thần, kính xin phụ hoàng thứ lỗi. Vũ Hoàng Hãn không hiểu vì sao hoàng đế lại đột nhiên hỏi tới chuyện lòng ẩn bội. Tuy rằng hàng năm hắn ẩn cư trong cung điện, cũng không ra ngoài, nhưng mà bản năng nhận ra khác thường, trong đôi mắt như ngọc lưu ly đen tràn ngập mê mang không rõ. Kim công công nhớ tới mới vừa rồi theo như lời của Triệu Thanh nhắc tới Kim Thành Tường, tất cả mọi người đều ngẩn ra, chẳng lẽ thực sự có liên quan với lục điện hạ? Ồ, ngươi nói vị kim công công kia tên gọi là gì? Hoàng đế ung dung thản nhiên hỏi. Vũ Hoàng Hãn đáp, dạ, là Kim Thành Tường. Nói như vậy, Kim Thành Tường này là tâm phúc từ nhỏ đã hầu hạ ngươi. Đôi mắt hoàng đế sâu ám thản nhiên hỏi, một khi đã như vậy, ngươi tới gặp trẫm, nói vậy hắn cũng đi theo ngươi, nhưng là chờ ở ngoài điện. Vậy tuyên hắn vào đi, thuận tiện để cho trẫm nhìn xem long ẩn bội của ngươi đi. Hồi bẩm phụ hoàng, kim công công không thể yết kiến phụ hoàng. Vũ Hoàng Hãn càng ngày càng cảm thấy lo lắng lợn lờ, lại không biết nguyên do, chỉ có nói đúng sự thật. Kim công công quả thực là hầu hạ nhi thần từ nhỏ, chốc lát không rời. Có điều mấy ngày trước đây, kim công công nhiễm bệnh cấp tính đã qua đời rồi. Bởi vì nhiễm bệnh mà chết, người ngự ti giám nói không thể mai táng, bởi vậy đưa tới hỏa táng cục thiêu rồi. Nói xong, rốt cuộc không nhịn được hỏi, phụ hoàng, nhưng đã xảy ra chuyện gì sao? Bị bệnh cấp tính đã chết, hơn nữa còn là thiêu rồi, ngay cả thi thể cũng không có giữ, đây cũng là quá đúng dịp rồi. Hoàng đế không để ý tới câu hỏi của hắn, đôi mắt tối tăm nhìn hắn hỏi, vậy Kim Thành Tường là mất khi nào? Hồi phụ hoàng, ngay vào hôm kia. Vũ Hoàng Hãn bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Hoàng đế nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Thanh hỏi, người gặp Kim Thành Tường một lần cuối cùng là vào khi nào? Triệu Thanh không cần nghĩ ngợi nói, ba ngày trước Kim Công Công giao bình độc dược kia cho nô tỳ, lệnh nô tỳ bỏ thêm vào trong nhân sâm thái hậu ban cho khố phòng vào tối hôm qua. Cũng chính là ngày đó Kim Công Công làm rơi tấm lòng ẩn bội này. Nói như vậy, ngay vào ngày hôm sau Kim Thành Tường cho Triệu Thanh độc dược, cũng chính là vào ngày hôm sau hắn rơi mất lòng ẩn bội, lại đột nhiên bệnh cấp tính qua đời. Làm sao có thể khéo như vậy? Biểu tình của hoàng đế âm u lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén. Vũ Hoàng Hãn hoàn toàn không rõ vì sao, trố mắt mà chống đỡ. Nhi thần không rõ ý của phụ hoàng. Hoàng thượng, chuyện đã rất rõ ràng. Rõ ràng là lục điện hạ sai khiến Kim Thành Tường xui khiến cung nữ Triệu Thanh bỏ độc ở trong nhân sâm, hại chết Triệu Diệp Dư, giá họa Bùi Tứ Tiểu Thư và Thái Hậu. Sau đó là nhận ra Kim Thành Tường bị mất đi lòng ẩn bội, có thể sẽ liên lụy tới trên người mình, hoặc chính là giết người diệt khẩu. Cho nên lục điện hạ trừ bỏ Kim Thành Tường, lại làm bộ là vì bị bệnh cấp tính, thiêu thi thể thành tro. Cứ như vậy, Triệu Thanh không cách nào đối chất với Kim Thành Tường, lại không thể phân biệt thi thể, lục điện hạ đã có thể thoái thác lấy lệ, nói có người vụ oan hãm hại, tiện thể thoát tội. Lúc này hoàng hậu mở miệng nói, thần thiếp ngu muội chưa từng phát hiện gian kế của hung thủ, thực sự cho rằng Bùi Tứ Tiểu Thư gây nên, nhảy ngay tới quyết định nhìn nhận, thế cho nên oan uổng Bùi Tứ Tiểu Thư. Bùi Tứ Tiểu Thư, bản cung đây là chịu tội với ngươi. Một câu cuối cùng là nói với Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca cười lạnh nói, hoàng hậu nương nương quá khách khí rồi. Hoàng thượng, lục điện hạ ốm yếu thể hư, vẫn luôn tĩnh dưỡng ở cung điện của mình, không tranh với đời. Thử hỏi vì sao hắn lại muốn mưu hại Triệu Thiệp Sư, lại vì sao phải giá họa cho Bùi Tứ Tiểu Thư? Thần thiếp cho rằng việc này còn có điểm đáng ngờ, không thể chỉ bằng bằng chứng của Triệu Thanh mà phán đoán suy luận, đã cho rằng lục điện hạ là hung thủ. Thần thiếp cho rằng việc này vẫn cần tra kỹ càng,
Kính xin hoàng thượng cân nhắc. Vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, chỉ chú ý tình thế tiến triển. Liễu Phi đột nhiên mở miệng, nhưng là coi trời bằng vung, lại là đang nói chuyện vì Vũ Hoàng Hãn. Hừ, thái giám ở bên người gặp chuyện không may, chợt chết bất đắc kỳ tử, lại rơi mất Long Ân Bội. Dù cho như thế nào thì hắn cũng khó trốn khỏi hiểm nghi. Hoàng đế hừ lạnh nói cả giận. Vũ Hoàng Hãn, nơi này là Hàn Lộ Cung, là chỗ Triệu Thiệp Sư có thai ở. Hôm nay Triệu Thiệp Sư chết bất đắc kỳ tử, thái y chẩn đoán nói bị người độc hại mà chết. Mà cung nữ Triệu Thanh bên người Triệu Thiệp Dư lại khai nhận là thái giám Kim Thành Tường ở bên người người uy hiếp nàng ta, bỏ độc ở trong nhân sâm thái hậu ban thưởng, mưu hại Triệu Thiệp Dư, giá họa Bùi Tứ tiểu thư, còn liên lụy tới thái hậu. Hơn nữa có Long Ẩn Vội Kim Thành Tường rơi mất làm chứng, người còn có lời gì để nói? Lúc này Vũ Hoàng Hãn mới hiểu được chân tướng sự tình, vốn là ở trên mặt tái nhợt suy yếu, hoàn toàn ngạc nhiên hoảng sợ. Tuy rằng hắn ẩn cư trong cung cũng không lộ diện, nhưng dù sao cũng là con cháu hoàng thất, biết mưu hại cung tần và Long Duệ, lại giá họa người khác, còn liên lụy đến thái hậu có Diệp thị làm núi dựa vào. Đây rốt cuộc là nghiêm trọng đến cỡ nào? Không cần nói một lời, hoàng tử không được sủng như hắn, cho dù có là Vũ Hoàng Chiết hay là Vũ Hoàng Mặc, trước mắt bao nhiêu người gây ra ầm ĩ rắc rối như vậy cũng là khó có thể thu dọn. Đây hiển nhiên là vu oan hãm hại, muốn dùng hắn để thánh tội thay. Mà nói như vậy, chỉ sợ Kim Công Công cũng không phải nhiễm bệnh cấp tính mà chết, mà là bị người ta mưu hại, bằng không thời gian sẽ không khéo như vậy. Vì sao? Mẫu phi mất sớm, mẫu tộc lụn bại, hắn lại ốm yếu thể hư, tùy thời đều có thể chết. Nhiều năm qua giống như người ẩn hình du rú ở trong điện các của mình, cũng không giao tiếp với người ngoài, hắn đã nhượng bộ ẩn nhẫn như thế, vì sao vẫn không chịu buông tha hắn? Cuối cùng lại là ai đang mưu hại hắn? Vũ Hoàng Hãn tức hoảng mà giận. Đáng tiếc mấy năm nay hắn quá mức lánh đời, biết rất ít chuyện của hậu cung, lại hoàn toàn không ngờ sẽ có cớ loại tai họa này liên lụy tới trên người mình, mãi cho tới đây mới bị báo cho biết. Trong lúc nhất thời mê mang rối loạn mà không có đầu mối nào, hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, một lúc lâu mới nói: Phụ hoàng, những năm gần đây nhi thần ốm yếu nằm trên giường, không thấy thế sự, không oán thù với Triệu Tiệp Dư nương nương, cũng không nhận ra vị Bùi Tứ tiểu thư này, không có lý do gì phải làm ra như vậy. Lại nói, nhi thần vẫn luôn ở trong cung điện của mình, ông ngoại và cậu cũng sớm thả người ngoài. Trong cung ngoài cung cũng không có nhân thủ, căn bản không có khả năng lấy được độc dược, càng không có bản lĩnh uy hiếp cung nữ trong cung của Triệu Tiệp Dư nương nương thay cho nhi thần làm việc, kính xin phụ hoàng xét rõ. Nói xong, thật sâu cúi người xuống bởi vì khó thở, lại là một trận ho khan kịch liệt. Thoạt nhìn, vị lục điện hạ này tuy rằng không nghe thấy thế sự, nhưng cũng không phải là người ngu muội ngoan cố, trong lúc ngấp ngáp còn có thể giải thích tỉnh táo như vậy, nghĩ ra biện pháp biện giải cho mình cũng coi như hiếm thấy. Bùi Nguyên Ca suy tư, chính là không biết vị lục điện hạ này có đủ bản lãnh để chạy khỏi hoàng hậu tính kế hay không. Hoàng thượng, việc này cũng không phải chỉ có một mình Triệu Thanh có thể chỉ chứng hung thủ, còn có một người hẳn là cũng biết. Trương Văn Uyển đột nhiên mở miệng, hoàng đế quay đầu hỏi, ai? Chính là vị Ngọc Thanh cô nương Huyên Huy Cung này. Trương Văn Uyển êm tai nói, Triệu Tiệp Dư nương nương trúng độc mỹ nhân su mà chết, chuyện này là chắc chắn không thể nghi ngờ. Nếu Ngọc Thanh cô nương có thể nói ra tên mỹ nhân su, có lẽ cũng có thể liên hệ với hung phạm ở phía sau màn. Hơn nữa, nàng cố ý tới trước mặt hoàng hậu nương nương nói những lời này là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa hoàng hậu và thái hậu với Bùi Tứ tiểu thư, hiển nhiên là sắp xếp ra tử hung phạm phía sau màn, không bằng hỏi một chút Ngọc Thanh cô nương rốt cuộc là ai sai khiến nàng làm như vậy, chẳng phải đã rõ ràng chân tướng ư? Phía trước Ngọc Thanh đi ra chỉ chứng Bùi Nguyên Ca, chọc cho thái hậu và hoàng hậu gần như trở mặt tại chỗ, vốn là hết sức lôi kéo người chú ý. Nhưng bởi vì Bùi Nguyên Ca trở mình quá nhanh, quá mức rung động, thế cho nên mọi người đều nhất thời quên mất Ngọc Thanh. Mãi tới lúc này bị Trương Văn Uyển nhắc nhở mới nhớ tới còn có nhân vật có tiếng tăm cũng có liên quan tới chuyện này như vậy. Đến lúc này Ngọc Thanh đương nhiên biết mình đã hoàn toàn trở thành con rơi, lòng như tro tàn, lúc này quỳ xuống đất nói, Nô tỳ quả thực cũng là bị Kim Thành Tường, Kim Công Công sai khiến đi tố giác với hoàng hậu nương nương, muốn mượn tay hoàng hậu nương nương trừ bỏ Bùi Tứ tiểu thư. Độc mỹ nhân su chính là Kim Công Công báo cho nô tỳ biết,
Sau đó nô tỳ nghĩ ra biện pháp sai người tìm tới. Về phần Triệu Thanh, nhiều lần gặp nạn ở Hàn Lộ Cung cũng là nô tỳ ra sức từ giữa, nhưng nô tỳ đều là nghe theo Kim Công Công phân phó mới làm như vậy. Đây cũng là phủ định toàn bộ biện giải của Vũ Hoàng Hãn mới vừa rồi, chụp toàn bộ tình hình ở trên người Vũ Hoàng Hãn. Tay Vũ Hoàng Hãn che miệng, che giấu tiếng ho khan, một lúc lâu mới thở hào hển nói: "Vị cô nương này thực biết nói đùa, ngươi là cung nữ Huyền Huy Cung, người của Hoàng Tổ Mẫu, mà Kim Công Công chính là cận thị bên người bản điện hạ. Hắn có bản lãnh gì khiến cho ngươi nghe theo hắn phân phó, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?" Trong cung tịch mịch, không nói trong lúc vô tình, nô tỳ kết bạn với Tôn Công Công, hắn cực kỳ săn sóc cho nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nên... Ngọc Thanh cúi đầu xấu hổ nói. Kim Công Công nói, tuy rằng Lục Điện Hạ ốm yếu, nhưng cuối cùng là hoàng tử, tương lai cũng có khả năng kế vị. Hiện tại Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ tranh đấu thật là mãnh liệt, nói không chừng tương lai lại bị Lục Điện Hạ ngư ông đắc lợi, bởi vì Lục Điện Hạ căn cơ mỏng, bên cạnh không có nhân thủ. Nếu nô tỳ có thể làm việc cho Lục Điện Hạ, nhất định sẽ trở thành tâm phúc của Lục Điện Hạ. Sau khi Lục Điện Hạ kế thừa đại vị, hắn và nô tỳ đều có công ủng hộ, nhất định có thể an hưởng vinh hoa phú. Ngươi! Tâm tình Vũ Hoàng Hãn kích động một trận, gầm lên suy nghĩ muốn cắt đứt lời của nàng, lại chỉ cảm thấy một đợt hụt hơi, suy nghĩ suýt nữa thì không thở nổi. Phụ hoàng vẫn còn, chuyện đứa con trai như hắn đã muốn kế thừa đại vị, loại lời nói đại nghịch bất đạo này, bất kỳ đế vương nào cũng không thể chịu được, tuyệt đối là thà rằng giết lầm cũng không bỏ sót. Cho dù chuyện mưu hại Triệu Tiểu Dư có phải là hắn làm hay không, nghe xong lời Ngọc Thanh nói như vậy, phụ hoàng tuyệt đối sẽ bất mãn với hắn. Nói không chừng, đã biết thời, biết thế như vậy, rõ ràng sẽ trừ bỏ đứa con trai như hắn, chấm dứt hậu hoạn. Chiều này thật sự quá mức nham hiểm độc ác, cuối cùng là ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết như vậy? Chuyện tới nay, ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng không thể không gieo hò khen hay với đường lui mà hoàng hậu tìm được này. Lục Điện Hạ không được sủng, lại không chỗ dựa vào, không ai sẽ nói chuyện thay cho hắn. Thân mình hắn lại thể yếu nhiều bệnh, bạc mệnh Tây Sơn, người như vậy thích hợp bị đưa ra làm kẻ thế mạng. Tuyệt diệu nhất là Lục Điện Hạ thể yếu nhiều bệnh, bạc mệnh Tây Sơn, nói không chừng bị chuyện trước mắt kích thích, dưới tức giận đi đời nhà ma. Ngay cả người bên ngoài còn có vô số điểm khả nghi, hoàng hậu cũng có thể bày ra tư thế tử mẫu. Cứ như vậy giải trừ hết chuyện này, hoàn toàn chôn vùi chân tướng ở trong lòng đất. Loại chuyện này, Bùi Nguyên Ca đương nhiên không có khả năng ngồi xem. Lúc này bước ra khỏi hàng, cắt đứt Ngọc Thanh cung khai, cúi người nói: "Hoàng thượng, chân tướng chuyện này như thế nào, luôn có lúc tra ra manh mối. Nhưng hiện tại Lục Điện Hạ bệnh thể trầm trọng, làm người ta không đành lòng bất ngờ đổ. Giờ này Hoàng thượng nhân từ, huống chi Lục Điện Hạ là hoàng tử, không bằng trước Triệu Thái Y chẩn cho Lục Điện Hạ, miễn sinh ra điều bất chắc, lại chậm rãi nghiên cứu kỹ càng án này." Liệu Quý Phi có chút đăm chiêu nhìn ánh mắt Bùi Nguyên Ca, cũng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng lời của Bùi Tứ Tiểu Thư nói rất có lý. Tuy rằng nói nay Lục Điện Hạ hiểm nghi rất nặng, nhưng dù sao vẫn là chưa thể định luận, vẫn là hoàng tử tôn sư. Nếu cứ như vậy xảy ra ngoài ý muốn gì, Đức Phi tỷ tỷ trên đời có linh thiêng, cũng khó có thể nhắm mắt. Nhi thần cũng cho rằng thân thể Lục Hoàng Huynh quan trọng hơn, phụ hoàng vẫn là Triệu Thái Y chẩn đoán cho Lục Hoàng Huynh trước, lại nói cái khác." Vũ Hoàng Mặc cũng phụ họa nói theo. Trải qua mới vừa rồi, Vũ Hoàng Hãn cũng biết vị Bùi Tứ Tiểu Thư này chính là người mới vừa rồi bị oan khuất. Không ngờ nàng chẳng những không hoài nghi mình là hung thủ, ngược lại, tại thời điểm này lại đứng ra vì hắn nói chuyện, không khỏi tìm kiếm cảm kích thoáng nhìn nàng. "Nếu đều đã nói như vậy, vậy thì trước Triệu Thái Y lại đây đi." Hoàng đế trầm mặt nói, lại không để ý đến Thái Y ở đây, mà là sai người ngoại đi tuyên Thái Y khác lại. Trong điện nhất thời lại rơi vào một mảnh yên tĩnh. Mắt thấy hướng đi chuyện này càng ngày càng không rõ ràng, ai cũng không dám nói bừa. Bùi Nguyên Ca đang suy tư cục diện trước mắt, lại nhận thấy một tầm mắt chăm chú sắc bén. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đôi mắt hoàng đế tối tăm đang chằm chằm xem nàng. Xem khoảng cách tới nàng, không chút biến sắc xẹt qua Vũ Hoàng Hãn, lại nhìn tới hoàng hậu, ánh mắt dò hỏi. Bùi Nguyên Ca biết, chuyện Triệu Thiệp Sư bị giết hại này, trước sau hoàng đế đều là dựa theo chứng cứ xuất hiện để phán đoán suy luận,
chưa bao giờ biểu hiện ra nhằm vào bộ dáng, cũng không phải là hắn thật sự hoài nghi Bùi Nguyên Ca nàng hoặc là Lục Điện Hạ. Ngược lại, ngay từ đầu hoàng đế đã biết là hoàng hậu đã ra tay, hoặc là nói hắn hy vọng là hoàng hậu đã ra tay. Nhưng mà hắn không muốn bị người nhận ra hắn đang nhắm vào hoàng hậu và Diệp thị, cho nên chỉ có thể nén mà không phát, thông qua người khác để thay đổi hướng đi chuyện này. Hiện tại hiểm nghi tập trung ở trên người Lục Điện Hạ, đây hiển nhiên là không phù hợp với mong muốn của hoàng đế. Cho nên hắn đang hỏi nàng có biện pháp nào rửa sạch hiểm nghi của Lục Điện Hạ, lại tìm ra chứng cớ xác thực chỉ chứng hoàng hậu hay không. Bùi Nguyên Ca hơi nhíu mày, muốn rửa sạch hiểm nghi của Lục Điện Hạ cũng không phải là không có cách, bởi vì trong sự kiện này còn có một sơ hở rõ ràng, nhưng chính là vì sơ hở quá mức rõ ràng làm cho nàng có chút do dự, không biết đây thật sự là sơ hở hay là do hoàng hậu thiết kế cái bẫy muốn đạt tới mục đích nào đó. Nhưng nếu nói đây không phải là sơ hở, vậy thì có ý nghĩa chuyện lại sắp trở về thời điểm ban đầu giằng co như trước, cũng khó có thể luận vào tội cho hoàng hậu. Đến tình trạng này, nếu còn không thể lật đổ được hoàng hậu, đừng nói là hoàng đế, ngay cả nàng cũng không cảm thấy cam lòng. Hoàng thượng, tiểu nữ cả gan, không biết có thể hỏi Tịch Mai và Tịch Tiết cô nương mấy lời để giải được nghi hoặc trong lòng tiểu nữ hay không? Rốt cuộc Bùi Nguyên Ca bắt đầu mở miệng nói. Dù như thế nào, vẫn là rửa sạch oan khuất của Lục Điện Hạ trước. Dù sao Lục Điện Hạ thể yếu bệnh bạc, thoạt nhìn tùy thời đều có thể đi đời nhà ma. Nếu lại tùy ý tình thế phát triển tiếp, hậu quả khó liệu. Chuyện tới nay cũng chỉ có đi được đến đâu hay tới đó. Ánh mắt hoàng đế thâm trầm, mày nhíu chặt, dường như có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói, người hỏi đi. Bùi Nguyên Ca biết bộ dáng này của hoàng đế là cho thái hậu xem, cũng không để ý, tiến lên hỏi. Tịch Mai cô nương, ta nhớ rõ trước đó ngươi từng nói, hôm nay Triệu Tiệp Dư nương nương chưa từng dùng ẩm thực, thuốc thang gì, duy nhất ăn đó chính là yến ảnh kim sơ do ta hầm chế, là như vậy phải không? Tịch Mai nhìn Bùi Nguyên Ca vẻ mặt phức tạp, thấp giọng nói, phải. Như vậy, sau khi Triệu Tiệp Dư nương nương dùng yến ảnh kim sơ, đến lúc các ngươi phát hiện Triệu Tiệp Dư gặp chuyện không may, trong khoảng thời gian này có từng dùng canh sâm hay không? Không có. Tịch Mai thấp giọng nói, nương nương nàng vì làm cho chứng cớ vô cùng xác thực, hôm nay ngay cả trà hoa cũng không dùng, thứ duy nhất từng ăn chính là yến ảnh kim sơ, sau lại nói thân thể buồn ngủ muốn nghỉ ngơi, nô tỳ và Tịch Tuyết ở bên cạnh, sau khi thấy nương nương ngủ say bèn tới cửa trông coi, mãi cho tới khi hoàng thượng và các vị nương nương tới đây. Thật sao? Bùi Nguyên Ca nhướng mày. Tịch Mai gật gật đầu. Tịch Tuyết bên cạnh cũng nói, thật là như thế, nô tỳ cũng có thể làm chứng. Còn có cung nữ toàn bộ tẩm điện đều có thể chứng minh. Hoàng thượng, nếu là như vậy, tiểu nữ cho rằng, cho dù Lục Điện Hạ có phải là người bỏ độc ở trong canh nhân sâm hay không, chỉ sợ cũng không phải là hung thủ giết hại Triệu Tiệp Dư nương nương. Chiếm được đáp án trong dự kiến, Bùi Nguyên Ca xoay người, nhẹ nhàng cúi người nói với hoàng đế. Hoặc là nói, cha xét Tiệp Dư nương nương cũng không phải là chết vì độc mỹ nhân su, trong này chỉ sợ còn có nội tình khác. Hoàng hậu lập tức bác bỏ nói, người đang nói bậy bạ gì vậy? Mới vừa rồi mỗi người đều nhìn thấy được, sau khi con mèo cái kia trúng độc mỹ nhân su, bệnh trạng giống như đúc với tình trạng cái chết của Triệu Tiệp Dư muội muội. Triệu Tiệp Dư muội muội cũng không phải trúng độc mỹ nhân su, làm sao lại có thể mất mạng? Mà trong nhân sâm có bỏ độc mỹ nhân su, các loại chứng cớ cũng chỉ về phía của Lục Điện Hạ. Không phải hắn hại chết Triệu Tiệp Dư muội muội thì lại là người nào? Không sai. Tình trạng cái chết của Triệu Thiệp Sư nương nương cực kỳ tương tự với mèo cái ăn vào độc mỹ nhân su mới vừa rồi. Nhưng tương tự, nói vậy, hoàng hậu nương nương cũng thấy được chuyện mới vừa rồi. Sau khi mèo cái ăn vào độc mỹ nhân su, không đến một canh giờ, cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Nói như vậy, đây là thời gian phát độc sau khi ăn vào mỹ nhân su, cũng là nói Triệu Thiệp Sư đã dùng canh sâm có độc vào trước khi chết một canh giờ, thế cho nên độc phát thân vong. Nhưng mà nương nương cũng nghe được trong lời nói của Tịch Mai và Tịch Tuyết mới vừa rồi, ngày hôm nay Triệu Tiệp Sư căn bản là không dùng canh sâm. Thử hỏi làm sao nàng có thể thân trúng độc mỹ nhân su trong nhân sâm mà chết chứ? Mặt mày Bùi Nguyên Ca khẽ dương lên, đôi mắt sáng ngời như sao. Hoàng hậu và Trương Văn Uyển cùng lúc biến sắc. Những người khác ở đây cũng đều trở nên kinh ngạc. Lúc này mới chú ý tới sau khi mèo cái ăn nhân sâm có độc, thời gian phát độc có mâu thuẫn với Triệu Thiệp Dư chết. Xác thực, nếu thuyết phục ăn độc mỹ nhân su, sau một canh giờ sẽ độc phát. Nhưng hôm nay, Triệu Thiệp Dư căn bản là không dùng canh sâm, làm sao có thể bởi vì độc vào mà chết?
Nói như vậy, những nhân sâm đó cũng không phải là nguyên nhân làm cho Triệu Thiệp Dư tử vong. Đôi mắt hoàng đế sáng ngời, Bùi Nguyên Ca này quả nhiên trí tuệ sâu sắc, làm cho người ta tán thưởng. Nhìn đến sắc mặt hoàng hậu và Trương Văn Uyển, Bùi Nguyên Ca xác định đây không phải là các nàng cố ý lộ ra bẫy, mà quả thực là sơ hở thật. Nếu nói như thế, vậy thật sự là kỳ quái. Nếu Triệu Thiệp Dư không phải thân trúng độc mỹ nhân su trong nhân sâm mà chết, vậy lại là bởi vì làm sao? Dựa vào thời gian độc mỹ nhân su phát, hẳn là vào khoảng một canh giờ uống thuốc độc trước khi Triệu Thiệp Dư chết. Nhưng mà Tịch Mai, Tịch Tuyết cùng với cung nữ toàn bộ Hàn Lộ Cung đều có thể làm chứng. Triệu Thiệp Dư vì có thể triệt để hãm hại nàng, trừ bỏ yến ảnh kim sơ, cái gì cũng không dùng, độc dược lại là trộn lẫn ở nơi nào vào đây? Chẳng lẽ nói Triệu Thiệp Dư cũng không phải là trúng độc mỹ nhân su mà chết, mà là một loại độc dược khác, chính là bệnh trạng loại độc dược này độc phát rất tương tự với mỹ nhân su? Nhưng nếu là như vậy thì càng kỳ quái. Nếu Triệu Thiệp Dư là vì độc dược khác mà chết, hoàng hậu có thể dùng loại độc này để độc chết Triệu Thiệp Dư, vì sao không dứt khoát đặt loại độc dược này ở trong nhân sâm mà lại dùng mỹ nhân su tương tự để thay thế? Trong lòng Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên vừa động, chẳng lẽ độc dược chân chính hại chết Triệu Thiệp Dư không thể đặt ở bên trong nhân sâm, bằng không sẽ bại lộ ra hoàng hậu, cho nên hoàng hậu mới khổ tâm chuẩn bị kỹ, tìm được mỹ nhân su cùng loại để thay thế? Có điều, mỹ nhân su chính là kỳ độc ghi lại trong y thuật, ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng dùng, cho nên không thể nhận thấy sơ hở thời gian độc phát. Hoặc là nói hoàng hậu không ngờ Triệu Thiệp Dư vì hãm hại Bùi Nguyên Ca nàng hôm nay lại không dùng nhân sâm, do đó lộ ra sơ hở. Nếu không phải là mỹ nhân su, không phải là độc sâm, vậy Triệu Thiệp Dư lại vì sao mà chết đấy? Bùi Nguyên Ca có loại dự cảm, chỉ cần có thể tìm được độc dược hại chết Triệu Thiệp Dư, có thể chỉ trứng hoàng hậu, làm cho nàng không thể thoát tội. Như vậy, cuối cùng làm sao hoàng hậu hạ độc mưu hại Triệu Thiệp Dư đây? Bùi Nguyên Ca nghi ngờ vô cùng có lý. Hiển nhiên Triệu Thiệp Dư chết không quan hệ tới nhân sâm trúng độc dược, thậm chí có thể không phải là độc mỹ nhân su. Cứ như vậy, dù Vũ Hoàng Hãn có phải là người bỏ độc ở trong nhân sâm hay không, đều tạm thời rửa sạch hiểm nghi hại chết Triệu Thiệp Dư. Sau khi xoay vòng, dường như chuyện này lại trở về thời điểm bắt đầu. Cuối cùng là làm sao Triệu Thiệp Dư trúng độc mà chết? Người bỏ độc rốt cuộc lại là ai đây? Sơ hở thời gian mỹ nhân su độc phát, Vũ Hoàng Mặc cũng đã nhận ra ngay từ đầu, cũng nhận ra hiện tại chuyện này lại quay về cục diện giằng co ban đầu. Cuối cùng là làm sao Triệu Thiệp Dư trúng độc bỏ mình? Lúc này hoàng hậu làm việc quả nhiên là kín đáo chu toàn, trước nay chưa từng có. Cho dù đến loại tình trạng này vẫn không thể tìm ra được độc dược hại chết Triệu Thiệp Dư. Tìm không ra được độc dược chân chính, cũng sẽ không thể kiểm chứng quá trình hạ độc, càng không thể truy xét ra người hạ độc, căn bản không thể chỉ trứng hoàng hậu. Hôm nay Nguyên Ca bị vu oan hãm hại lần nữa, thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục, khó khăn xoay được thế cục. Nếu cứ để hoàng hậu chạy thoát như vậy, thực sự khiến cho người ta không cam lòng. Đúng lúc này, có ám vệ lặng lẽ tiến vào, nói nhỏ ở bên tai Vũ Hoàng Mặc. Sắc mặt Vũ Hoàng Mặc khẽ biến, hơi nhíu nhíu đầu mày, liếc nhìn Nguyên Ca, thấy lực chú ý của mọi người tập trung ở trên cái chết của Triệu Thiệp Dư, lặng yên không một tiếng động cùng ám vệ lui ra ngoài điện. Trải qua thời gian dài truy xét vặn hỏi như vậy, sớm đã đến đêm khuya. Tuy rằng bóng đêm như mực, nhưng vô số đèn lồng vẫn chiếu rọi hoàng cung giống như ban ngày. Đón lấy ánh nến, cửa Hàn Lộ Cung, vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt nữ tử kia vô cùng rõ ràng. Vũ Hoàng Mặc tiến lên, Bùi phu nhân, sao ngài lại ở chỗ này? Hết chương 149, hết tập 44, hôm nay chỉ có 3 chương thôi. Vốn tưởng là ngắn, bởi vì là Chan cũng là lần đầu xem chuyện này khi mà thu âm cho các bạn. Thế là vừa thu âm và vừa xem luôn, nhưng Chan chưa có xem trước mấy chương này. Nhưng mà hóa ra là chỉ có 3 chương thôi, nhưng mà gần 2 tiếng đồng hồ. Và đọc xong tập này thì thật sự là cực kỳ mệt luôn, bởi vì là tranh đấu của mọi người quá mức căng thẳng luôn. Và phải công nhận là tư duy của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp thì cực kỳ là lắt léo, dẫn cho hoàng đế, thái hậu với một đám cung tần mỹ nữ trong cung xoay vòng vòng một hồi, trải qua bao nhiêu là âm mưu cạm bẫy, rồi dồn ép, rồi tưởng là tìm ra được chân tướng rồi, xong cuối cùng lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu là
không biết Triệu Thập Dư vì trúng độc gì mà chết. Trong tập này thì Mặc Mặc không đóng vai trò gây hài, nhưng mà anh ấy đã xuất hiện vào đúng thời điểm mà Nguyên Ca cần nhất, làm chỗ dựa an tâm cho nàng ấy. Và Bùi phu nhân thì cuối cùng cũng đã tìm tới Hàn Lộ Cung rồi, và chân tướng thì sẽ rất mau được sáng tỏ thôi. Ngày tàn của Hoàng hậu cũng không còn xa nữa. Các bạn nhớ đón nghe tập 45 được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.